过年了，不着急。金色玲珑。我现在跟我们开门开门chào các anh chị và các bạn nhé. Hà My chào cả nhà. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Để chào mình vào đông đông một chút. Thì hôm nay một số thành viên ở trong nhóm DBQ chúng tôi, tức là có mặt tại Vũng Tàu. Cái buổi này cũng không gọi là buổi hội luận, mà nói chung là trong 4 thành viên của chúng tôi lên live stream cũng cùng nhau gọi là DBQ, tức là cùng nhau chống lại xin lỗi mạng cùng với chúng tôi. Chào anh Hiệp Trần. Vâng, cái chủ đề của chúng tôi hôm nay là cũng chống lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn Ba Que, nhưng mà các bạn đều đã biết là bọn Ba Que ở bên hải ngoại và bọn dâm chủ quậy trong nước, chúng nó suốt ngày chúng nó rêu rao và chúng nó nói rằng là Việt Nam hiện nay phụ thuộc hoàn toàn Trung Quốc, và Việt Nam làm tay sai Trung Quốc, và Việt Nam đang chuẩn bị coi như là bán nước cho Trung Quốc. Và như những cái chủ đề này thì tôi cũng nói rất nhiều rồi, nhưng mà nói chung là những cái kênh của bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy ở trong nước thì chúng nó ngày nào chúng nó cũng rêu rao cái vấn đề như thế. Thành ra là cuối cùng là mình cũng phải, chúng nó đi nói lại thì mình cũng phải coi như là chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng nó. Vâng, mình cũng phải nói đi nói lại thôi. Vâng, những cái chủ đề này thì nói chung là những bạn yêu nước và những cái bạn mà hiểu vấn đề tình hình xã hội Việt Nam hiện nay thì các bạn đều đã biết rằng là đó là những luận điệu xuyên tạc rất là trắng trợn của chúng nó. Vâng, đất nước Việt Nam là một đất nước coi như là hiện nay hòa bình, phát triển, đấy, không phụ thuộc vào bất kỳ một nước nào cả. Việt Nam quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở coi như bình đẳng và đôi bên đều có lợi. Vâng, nhất là những cái nước mà ví dụ như lớn lớn, ví dụ như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Pháp, hoặc tất cả các nước lớn và các nước nhỏ, thế thôi. Việt Nam nói chung là hiện nay để phát triển về vấn đề kinh tế và để ổn định chính trị, và nhất là để cho nhân dân được sống một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, thì nói chung là Việt Nam mình cũng thực hiện và chính sách coi như 3-0, tức là không liên kết với một nước này chống lại một nước kia, không cho một cái nước khác đặt một cái căn cứ quân sự ở trên đất nước Việt Nam. Và nói chung là thế là Dương có nói vấn đề gì không? Mình nói về thì hôm nay thì coi như cộng với thêm nữa là các anh chị cũng nghe rồi, là vấn đề một cái nhà thầu Trung Quốc họ đang gợi ý để xây dựng cái đường cao tốc Bắc Nam, thì cái bọn Ba Que dân chủ cụi thì nó lại lên một cái phương án và nó bắt đầu nó xuyên tạc. Các anh chị cũng biết là đây là một cái gợi ý của họ chứ chưa phải là một cái đấu thầu, có nghĩa là họ chào mời là họ có năng lực họ làm được điều đó. Quan trọng nhất là Bộ Giao thông Vận tải phải như thế nào, đúng không? Trước khi bàn họp của Quốc hội mới thông qua, nhưng mà ở đây là bọn nó bắt đầu nó dùng cái chuyện này nó xuyên tạc là Việt Nam mình đã chấp nhận để cho Trung Quốc làm cái nhà thầu đường cao tốc Bắc Nam này rồi. Đấy nha, các anh chị phải hiểu rõ được cái điều này để mình có thời gian lên mình chia sẻ để cho các anh chị nắm bắt rõ hơn về vấn đề này là như thế nào. Vâng, theo tôi nghĩ là hiện nay đất nước Việt Nam có quan hệ với tất cả các nước, ví dụ như các nhà đầu tư ở bên nước ngoài và những nhà thầu ở bên nước ngoài, ví dụ kể cả Mỹ, Anh, Pháp và kể cả Trung Quốc nữa,
ví dụ người ta đấu thầu thì mình nói chung ở bên Việt Nam mình xét thầu, mình thấy là mình, thứ nhất là về năng lực tài chính, thứ hai là vấn đề kỹ thuật. Đấy, tất cả các thứ yêu cầu nó đáp ứng đầy đủ yêu cầu của phía Việt Nam thì là bên đó thắng thầu thôi, chứ không có gì cả. Chứ mình cũng không phân biệt là đây là nhà thầu Trung Quốc hoặc là nhà thầu Mỹ hoặc nhà thầu Pháp gì cả. Vâng, tất cả các nước, vâng, hoặc các doanh nghiệp ở bên nước ngoài và trong nước nữa đều bình đẳng như nhau. Bình đẳng như nhau, có năng lực thì sẽ thắng thầu, không hội đủ các điều kiện của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra. Rồi, xin mời Hà My, em có ý kiến gì không? Chào anh Nhàn nha. Em chào cả nhà, vậy là được. Em chào cả nhà, còn với anh thì nói hết rồi. Anh nói hết rồi. Không, thì bây giờ nói chung là bây giờ Việt Nam quan hệ Trung Quốc thì anh hỏi em có thấy là hiện nay Việt Nam là tay sai của Trung Quốc không? Ví dụ anh em mình hôm nay ra Vũng Tàu á, thì em xuống như bãi tắm. Nói chung là đấy, thì em thấy thế Việt nào? Nam mà làm sao mà tay sai của tàu được? Đâu có tàu đâu. Tắt lắm, người ta đi du lịch thôi, nó ngay vậy. Người ta chỉ đi du lịch. Còn đất nước của mình làm sao mà tay sai của tàu được? Tôi nói với Tốn Tạ một điều nhá. Không thể nói không với nước nào được, đúng không? Bây giờ Trung Quốc cũng nói không với Việt Nam, thì các bạn thấy thế nào? Ví dụ Trung Quốc bảo nói không với hàng nông sản Việt Nam, không với lại cái hàng coi như xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với Trung Quốc, thì các bạn thấy thế nào? Cho nên là hiện nay ấy, là Việt Nam đã thực hiện những chính sách 30 về vấn đề quân sự. Còn bây giờ cái vấn đề là Việt Nam quan hệ với tất cả các nước là trên quan điểm coi như là đôi bên đều có lợi hết. Vâng. Đúng không? Ai đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Việt Nam là Việt Nam mình ok thôi, đúng không? Chứ mình không có tẩy chay một cái doanh nghiệp của một đất nước nào cả. Vâng. Xin mời anh Trần Siêu. Đó, xin mời anh Trần Siêu lên trước. Chào các anh chị và các bạn nhé. Chào anh Trần Siêu, chào anh Nguyễn Nhàn. Em chào cả nhà. Anh Nhàn, anh Trần Siêu ơi. Rồi, ok, xin chào ba, coi như là ba đại biểu DBQ. Hôm nay nhóm DBQ xin chào tất cả nhóm DBQ nhá. Hôm nay thì nhóm DBQ vui quá nhỉ. Mà cái diễn đàn coi như là nói về cái vấn đề này ấy, thì theo tôi nghĩ nó như thế này này. Nhà nước ta không phải là làm việc, có phải là trẻ con như mấy ông bà que đâu. Rằng nhà nước người ta làm việc của một cơ sở, của một nhà nước. Chứ không phải là như mấy ông ba que. Tại sao ba que không tranh với Trung Quốc về đấu thầu đi? Nếu ba que có khả năng, có đủ năng lực, có đủ tài chính, có đủ trình độ thì về mà đấu thầu với Trung Quốc đi. Đấy. Còn với lời này thì chúng tôi chưa biết, nhưng mà nếu như khả năng mà làm đúng theo yêu cầu của Việt Nam thì Việt Nam sẽ đáp ứng với tất cả các nước trên thế giới, kể cả Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, kể cả là ba que, nếu như có đủ khả năng. Đấy. Cũng có thể là nó một cái công ty vấn đề mấy anh ba que có tiền hay không về đấy đầu tư. Đúng. Các ông ba que các ông thành lập một công ty về đấu thầu. Tất cả các doanh nghiệp tư nhân ở nước ngoài và Việt Nam khi mà đầu tư vào Việt Nam phải thực hiện theo đúng cái luật đầu tư của Việt Nam. Ok hết. Ba que đã hiểu thế nào là đầu tư chưa? Hãy chứng minh trước hết là tài chính. Cái thứ hai là chứng minh là có năng lực. Đấy. Cái thứ ba là phải có kế hoạch rõ ràng, làm trong thời gian nó là bao nhiêu thời gian phải xong. Đấy, phải đúng theo cái kế hoạch. Nếu mà sai kế hoạch là người ta coi như là người ta thu lại đấy, mà người ta thu lại thì đừng có nói lại nó như ông Trịnh Vĩnh Bình. Nghe chưa, bao que nghe chưa? Đấy, nhà nước bây giờ nó có luật mà rõ ràng rồi, nếu làm không đúng, anh làm sai điều luật là sẽ bị thu lại, thu hồi lại cái dự án đó. Đấy, và lúc đó anh đã bỏ cái tiền vấn đề đầu tư rồi. Tôi nói với bạn này, cái vấn đề hiện nay nhé, tất cả các nước, kể cả Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Pháp trước kia là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Nhưng tôi nói với các bạn này, không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là đúng. Muốn dân giàu, nước mạnh, muốn đất nước càng mạnh mẽ lên, thì chúng ta phải quên đi quá khứ, khép lại tương lai để mà, ví dụ mình mục đích của chúng mình hiện nay là phát triển kinh tế, đúng không? Chứ không phải là mình hận thù với nước này nước khác, đúng thế thì đất nước không phát triển được. Tôi nói các bạn được. Rồi xin mời. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Bây giờ tôi nói sự thật một câu này này. Nếu như nhưng mà bây giờ là Pháp hay Mỹ
mà cũng thầu của mấy Trung Quốc cái này, ví dụ như cái tôi nói ví dụ như là 1.000 tỷ đấy, 1.000 tỷ, nhưng mà ông nào bảo thấp hơn thì ông được thầu. Nếu như mà Mỹ bỏ cao hơn mà Trung Quốc bỏ thấp hơn thì mà người ta làm đúng đáp ứng với yêu cầu Việt Nam thì vẫn không vấn đề gì cả. Nếu người ta sai mình có quyền hình phạt, làm đúng hợp đồng, ký kết Anh văn Hoàng, bản rõ ràng. có Hùng Phạm ở đây, xin mời. Còn nếu như cảm thấy ba que mà có khả năng làm được Có thì một các ông ba coi như que, là các ông bảo là đại công có ca, tài. coi như Ừ. là rất là hứng với Hùng Phạm. Bây bây giờ này này, đây là cơ hội thể hiện của mấy anh ba que. Các Mình anh đã ba có que, đấy. các anh bảo là các anh có Hùng tài, Phạm thì các có bắt anh đầu có tiền, là Hồng các anh có Thái đầy đủ đó. coi như là kỹ khoa, kỹ thuật, thì mời các anh hãy về lập một doanh nghiệp À liên nghiệp đi rồi về đấu thầu để tranh cạnh với các nước người ta đấu thầu cái đó. Đấy, đấy là các anh nói lên một cái là các anh nói là như vậy là các anh sẽ làm được. Vấn đề đó là chứng minh luôn. Đấy, nó như thế. Chứng minh luôn thực trên thực tế. Nếu các anh bao que có đầy đủ tài chính, năng lực, có đủ tài, có đủ đức, có đủ tài chính năng lực và tất cả mọi cái theo anh đúng yêu siêu cầu. anh siêu anh siêu Các anh anh về siêu tranh tranh thầu anh đấu siêu thầu anh thôi. siêu anh siêu À. anh siêu ngưng lại một tí để em nói chuyện với thằng Hùng Phạm này một cái. Ừ. Tại nó nói câu này xã hội chủ nghĩa đang đầu tư gái ở nước ngoài làm điếm kiếm tiền về nuôi đảng đĩ. Ừ. Bây giờ tao nói mày nghe Hùng Phạm, lâu lắm rồi, mấy tháng nay là tao không gặp mày. Mà mày á, bữa tao đã nói mày rồi, là mày, tao là thông cảm cho mày, mày có hận thù bố mẹ mày hay là anh em dòng họ nhà mày á, là căm thù cộng sản rồi mày đi. Nhưng mà bản Thế thân mày này. tao nói rồi, anh xin để tôi nói tiếp với Hồng Phạm, tôi nói tiếp. Đảng đĩ đĩ nào mày biết, mày biết đám con rắm mà que vàng ở bển á, que màu ở bển á, không là ở đâu ra, đĩ ở đâu ra không. Còn á, số mày á là mày lên mấy cái diễn đàn này á, toàn là gặp những người miền Bắc và người mới sống ở, mới vào đây thôi. Còn tao sanh đẻ ở Sài Gòn mày bất kỳ di cư tao cũng bất kỳ di cư Bây giờ này thôi anh mày Hoàng, để bất tôi trả hòa lời không. cho, Từ từ để cho để vô em Hùng xử Phạm thằng một cái như này, anh siêu siêu để em xử thằng Hùng Phạm ấy đã. Tại nó để vô tôi trả diễn lời đàn cho nó nó cho. chửi xã hội chủ nghĩa, chửi đảng, Rồi chửi rồi, nhà để tôi nước nói cho nó nghe, cho anh ghi im để tôi rồi. nói cho nó nghe ra. Hùng Phạm hãy lên nhìn lại cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đẹp của Hùng Phạm xem là có bao nhiêu là con ai. Mà nếu như không, cái chế độ đó không làm đĩ thì làm gì có 50.000 con nai. Đó, 50.000 đứa con nai nhá. Thế cái chế độ là chế độ đĩ hay chế độ gì? Tại sao cái chế độ đó lại có nhiều con nai như thế? Đấy, nếu như chế độ Việt Nam Cộng Hòa không làm đĩ thì làm sao có nhiều con nai thế? Bây giờ 50.000 con nai ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nào, tôi hỏi mọi người là mà trả lời cho tôi đi. Rồi rồi Hùng rồi Phạm rồi hãy thôi trả thôi, lời cho tôi. anh siêu, Ừ. tại vì anh không sanh đẻ ở miền Nam, em là đẻ ở trước giải phóng ở Sài Gòn không. Em là em cũng là dân bất kỳ di cư nha. Em cũng là dân bất kỳ di cư nha. Cái bà Lý Mạc Sầu này nè, bà cũng là dân miền, dân Sài Gòn đó đó. Thành ra với thằng Hùng Phạm, cái thằng này á, là nó cứ tưởng rằng là ai không ai biết được ngày xưa ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Đây thì thật, việc thật không, sanh đẻ luôn. Nhà thằng này á, là ở ngã tư ông Tạ, ở ngã ba ông Tạ. Nhà em là ở chợ Chuồng Bò ở ngã bảy. Thành ra mày á, năm 70 75 mày ở đâu, mày không có hộ khẩu. Năm 78, năm 77, sau khi Pol Pot đánh Campuchia, đánh Việt Nam, mày ở đâu? Mày trốn, trong khi tụi tao phải đi nghĩa vụ, tụi tao phải đi qua bảo vệ đất nước, thì tụi mày chạy đâu? Nhưng mà tao bỏ chuyện đó rồi, thôi mỗi người một cuộc sống. Anh siêu ơi, bây giờ em À. tạm thời xuống để em mời Nuni lên tí, chúng em làm một cái cầu Rồi xong rồi rồi. em mời anh lên nhá. Rồi ok, xin chào mọi người nhá. Dạ. À, chào tất cả mọi người. Ok. Không, Ngồi không, đây bốn người lên. Ngồi từ giờ đó được mà. Không, rồi nói tiếp thằng Hùng Phạm nghe nè. Rồi bản thân mày á, tôi Hello, Ngồi đây hello. hả? Hello, chào tất cả mọi người nhá. Cầu cầu nối Vũng Tàu với Việt Nam với Hàn Quốc. Có
hôm nay anh em đã bàn nhau D3Q họp mặt thì thế nào mà mong ông Hùng Phạm vào, ý rằng ôi trời ơi sao mà ông trời ông ấy ủng hộ. Hùng Phạm nó, mày chú nói luôn đi nha, Hùng Phạm này nó ghiền chú, tại cả hai tháng nay chú chưa chửi nó. Giờ nó đâu rồi? Sao? Ờ được rồi, nghe chưa? Mày còm một cái đi Hùng Phạm. Còm lên đi, còm lên đi. Đù ma mày, coi như là bây giờ tao nói thật là cộng sản có đi làm Mỹ đâu mà nuôi được cái nuôi cộng sản, còn Việt Nam Cộng Hòa chúng mày làm Mỹ để coi như là chúng mày nuôi Mỹ cái chỗ nào nhục hả? Tao hỏi thật, khùng cái gì bây giờ chúng mày nói là cộng sản, chúng mày nói là cộng sản thì làm Mỹ để nuôi chế độ đúng không? Ok, tức cho là mày đúng đi, nhưng mà rất tiếc là Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đi làm Mỹ để nuôi Mỹ thì tự hỏi cái thằng nào nhục hả? Đây mà quy chị nhìn đầu thôi chứ không nhìn mặt hết. Thằng Hùng Phạm, tao hỏi mày, mày dạy con mày biết tiếng Việt chưa? Cái tay 6 tháng nay rồi. Hôm nay nó kêu mày tên được Hùng Phạm chưa? Nó biết được chữ Hùng Phạm chưa? Hả? À, hôm nay coi như là bảo là D3Q họp mặt bỏ diệt ba que, mà sợ đang sợ không có ba que vào thì tự nhiên thấy Hùng Phạm mò vào mừng quá. Trời ơi, tè lũ chúng mày một tám mua kìa, đây là bài lũ mày mua vô văn hóa rồi, mày nói vô văn hóa gì bây giờ tao nói mày nghe, mất dạy, thằng nào mất dạy, mất dạy là không có dạy không dạy con mày, là mày mất dạy bố mày không dạy mày, thành ra mày không dạy thằng cháu đó, con mày. Mà con mày là cháu nội của bố mày. Bây giờ bố mày chết rồi, mai mốt nó về Việt Nam nó không biết tiếng Việt. Mày không dạy nó là thằng nào mất dạy. Mày có cha truyền con nó, mày không dạy nó biết nó tiếng Việt. Rồi mai mốt nó về Việt Nam nó thăm mã bố mày. Rồi nó biết tiếng Việt mà nó ghi. Rồi cuối cùng nó ra bụi chuối, nó thấy cái bụi chuối nổi lên, nó tưởng là mã ông cố nội nó. Nó vái, thì thôi mày ai thằng nào mất dạy. Không phải. Mày biết chứ, mày không dạy nó tiếng Việt. Rồi mày còn nói ở bên Mỹ học tiếng Việt làm gì? Mã bố mày, mà thuốc mất gốc, thằng nào mất dạy. Tao thèm mày hai tháng nay, tao không chữa được mày, tao ghiền lắm. Mày thằng Hùng Lân à, rồi thằng Jackson Bùi với Bùi Thôi à, thằng AQ thì bỏ đi, AQ bỏ đi, mà tao thèm mày lắm. Đã bảo rồi, hôm nay D3Q mở cái cầu này là tôi làm nay tôi còn phải ngồi tôi nghĩ chờ đến đúng giờ tôi xuống cơ mà. Tự nhiên đâu bây giờ nói nha, bây giờ mò vào. Chào Haru nha. Chút xíu Haru lên luôn nha. Haru ơi, cái chú Hùng Phạm của con đó Haru, nó không dạy con nó biết tiếng Việt mà nó nói là lũ tụi chú là không có văn hóa. Nhìn Hùng Phạm ơi, Hùng Phạm ơi. Đúng rồi. Hùng Phạm ơi, thì đồng ý là Khỉ Trường Sơn đi, nhưng mà cái bọn Cali chúng mày tao thấy bây giờ đi tập luyện cũng đeo gọi là cái cành lá ở đằng sau định rúi học Khỉ Trường Sơn à. Thấy Khỉ Trường Sơn bây giờ mẹ được ăn quá cho nên là bên Cali cũng đang cố gắng học làm Khỉ Trường Sơn à. Tao thấy cũng năn nê bò trường như Khỉ Trường Sơn vậy ta. Nó không chạy đâu anh Lan Phan ơi, nó không có chạy đâu. Thằng Hùng Phạm này nó lì lắm, nó không có chạy đâu. Nó ghiền anh. Nó ghiền rồi, nó ghiền. Nó thấy tôi là nó ghiền lắm. Hùng Phạm à. Bây giờ anh nói cho Hùng Phạm nghe nè. Hôm bữa tao cũng nghe lời thằng Duy Nguyễn. Tao lên tao nói nó. Thằng Duy Nguyễn khuyên tao ơi, nó nói nè. Nó nói là chú Hoàng ơi, bây giờ người ta hờ thù hận rồi. Bây giờ mình có gỡ không được, bây giờ mình chỉ nói người ta thôi chứ đừng có chửi ta nữa. Thì tao không chửi mày nữa. Chào kẹo nha. Rồi tao cũng không thù hận, mà tao biết mày thù rồi. Nhưng mà mày có chỏ mỏ về, mày nhớ không? Ngày 10 tháng 6, 17 tháng 6 rồi 29, 17 tháng 6 tao ra tao kiếm mày ở ngoài Sài Gòn mà không có mày. Rồi 2 tháng 9 mày hô mày về, tao cũng ra tao kiếm mày. Cái gì? Haru đang dạy con Hùng Phạm hả? Hả? Haru đang dạy con hỏi học tiếng Việt hả? Hỏi chú đang dạy đó hả? Không, giao cho Haru dạy con Hùng Phạm rồi, nó mở một cái lớp tiếng Việt để học giao cho Haru bữa rồi mà. Bây giờ nè, thôi tao cũng khuyên mày, tao cái này cũ lắm rồi, tao vẫn nói hoài. Tại nãy mày hô tao là đám tụi tao là mất văn hóa,
thì cái văn hóa là truyền thống, đúng rồi, người Việt. Mày là không dạy con mày tiếng Việt thì tao nói lần nữa, lỡ mai mốt mày chết đi không thì mày cho mày không dám về Việt Nam, mày chết thì nó sẽ thiêu mày, tại chôn ở bên nó tiền đất mắc lắm, nó sẽ thiêu mày, nó bỏ vô cốt, nó sẽ đem về quê cha đất tổ của mày, nó sẽ thăm ông cố nội mày, ông cố nội mày là ông cố sơ của nó, ba mày là ông nội của nó không biết tiếng Việt thì chữ Hùng Phạm á, biết chữ mày với Hùng Phạm là không có dấu, mà bên Việt Nam phải có dấu, thành ra khi nó cầm cái hũ cốt mày nó bỏ ở đâu, nó không biết bỏ ở đâu hết. Mẹ đào gốc chuối mà gốc chuối nó tưởng là mã ông cố nội nó muốn chung chung với mày, nó đào gốc chuối tại nó không biết, nó không có dấu, mày không dạy tiếng Việt, thấy chưa, đứa nào mất văn hóa. Còn vợ mày á là xài chung với thằng ba tàu đó, mày thấy không, mày đi siêu, mày đi, mày chở vợ mày vô siêu thị, mày đi ra ngoài thì vợ mày trong siêu thị nó đẻ ra cái mặt con mày giống ba tàu không đó, mày cô là tàu cộng, tàu cộng gì là lớn với mày, cái nhà mày có tàu cộng ngộ trọng á. Hùng Phạm thấy hôm nay có một ông bạn nhá, ông bạn già anh nhường cho ông bạn coi như rất hợp, hợp tính hợp nết với Hùng Phạm. Nhà mày là có ông ba tàu trọng á, chứ người 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 Việt, người người Việt mà không biết tiếng Việt, mà tại nó không học tiếng Việt nữa, nó là tàu mà bị nó học vậy nó tiếng Việt sao mới học được đó, tao dặn mày đó. Trời ơi này, tôi nói với tất cả mấy bạn nhá, dân Việt Nam nói chung là chúng mày bảo ăn cứt tàu à, nhưng mà năm 1978 đánh cái bọn Pol Pot, Kim Sari và Siêu Khâm Phon thì đó là tay sai của tàu, là của ai. Năm 1979 cho đến năm cuối năm 1988 đấy thì Việt Nam đánh tàu ra khỏi 6 tỉnh biên giới phía Bắc, thì bản thân Việt Nam Cộng Hòa chúng mày có làm được một cái gì không cho cái đất nước này không, hay bây giờ coi như là chúng mày chạy qua coi như Mỹ rồi là chúng mày cũng phải dưới tay cái bọn coi như là tàu bên đó không, đúng không? Kẹo ơi, kẹo ơi, kẹo, kẹo ơi, kẹo, nó không có chạy đâu kẹo ơi. Nó thấy đề bà quy đông, nó núp á, nó chờ mà anh xuống là nó leo lên liền à. À thằng này giống như cái thằng à. Anh Hoàng Sa Ki là khắc tinh của Hùng Phạm. Khắc tinh Hùng Phạm với khắc tinh Hùng Đơn. Tại vì nó xạo biết không? Hôm bữa cái nhớ lần mà nó lên nhà thằng Duy á, nó chú này chú kia ngọt xớt luôn. Rồi thằng nhà này. Rồi nó ăn chờ chú chứ. Để nó lưu đi nó một tí thì sẽ mời. Rồi nó ăn nó hô đồ hộp Mỹ đồ hộp kia. Nó lên cho nói nó xạo. Thôi nha, Hùng Phạm mày chạy thôi nha. Chừng nào gì mày nha, mày cái gì mày lên tao lên nữa nha. Thôi giao lại chào những chào mấy anh chị em nha. Tôi giao lại cho thằng Bằng. Chào lâu lâu lắm rồi anh em của Đê Ba Quy ông. Ê chào lâu ly, chào các anh chị trên diễn đàn nha. Chào kẻo nha. Đúng không? Rồi không biết còn anh Hùng Phạm đây không, anh Hùng Phạm đó, anh Hùng Phạm nghe vậy nè. Giờ thứ nhất á dạy cho con tiếng Việt cho nó rành đi, để cái sau này cái hũ tro của mình chết đi nó ôm về nó còn nó biết, chứ không biết là đưa cho nó không biết hũ gì, nó tưởng đâu phân bón gốc cây đã đổ vô đó thấy mẹ nữa nha. Thanh Hà. Ở đây có một nick Thanh Hà. Nói chuyện đi Lưu Ly. Nick đấy là của ai đâu hả? Khỏi cần, chuyển cho 300.000 đô thôi. Ở đây tự động anh em xử mấy cái mỏ đem đưa cho Natalie luôn, khỏi cần tới 1 triệu nha, chuyển qua 300.000 trước đi làm liền luôn chưa. Nhưng mà cái nick Thanh Hà này là ai? Rồi anh cầm. À Thanh Hà. À. Anh cầm. Rồi, hôm nay Lui ơi. Hôm nay là nói ăn hôm nay là lâu lắm rồi, anh em Đêm Ma Quy mới lại một làm một cái live chung như này không? Đã hẹn nhau từ rất là lâu rồi thì cũng rất may là đúng rồi. Rất may là hôm nay là Hùng Phạm lại tự nhiên lại thò đầu vào trong này. Trời ơi, trời giúp. Rất là hợp với lại anh Hoàng Gia Kỳ đúng không? Chào rồi. Sau. Vâng, chào cô Lý Mặc Sầu nha. Em chào cả nhà. Vừa tới họp nhà Mặc Linh nhóm Đêm Ma Quy của em. Lâu lắm rồi, nhớ lại chào, cái ngày xưa mà ông Hoàng ông dẫn anh em Đêm Ma Quy đi check key để mà nằm loạn đấy nhờ. Đúng rồi. Đã
đang ra để làm loạn Vũng Tàu, đang ra làm loạn Vũng Tàu. Thì thôi được rồi, để nhường diễn đàn cho bác Cầm một tí, cho em vẫn ở dưới diễn đàn. Rồi có gì chúc gọi lại Luli nhé. Rồi ok, ok, okay. Bye Luli. Không, ok thôi. Anh Cầm Thanh Hà. À, Thanh Hà là Huy Văn. Ok. À. Là Huy Văn. Huy Văn. Chú Văn. Vâng, xin mời chú Huy Văn. À, mình cho Hoàng vô nữa này. À, được, 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 được. Không được. Để mấy, để mấy ngang chú Huy Văn ơi, để mấy ngang nha. Hôm nay các bạn là đông người cho nên là đây này, em mới ngồi đây cho thành 4 người luôn. Không, không được. Ok thôi. Để mấy ngang nha, nha chú Huy Văn. Chú để mấy ngang thôi là được rồi. Không được, không được đâu. Mạng bên chú không được. Không được. Không được. Không được. Không được, không được. Không được. Không được. À, mời Lê Minh. Rồi, kéo, 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 kéo lên. Không. Đây, đây, đây. Lê Minh, không, không có camera. Không có camera, Lê Minh ơi. Anh ok. Anh nhấn ok là được rồi. Bấm ok đi. Trời ơi. Đây rồi. Ban tuyên giáo kìa, anh vừa xuống lần. Trời ơi, đúng rồi, ban tuyên giáo ơi, chửi mấy công sản hôm nay coi như là ra nghỉ mát Vũng Tàu rồi. Ở đây cầu đi bỏ tất cả chứ đấy, đấy, ban tuyên giáo giáo này. Chào cả nhà. Hôm nay chào cả nhà, thân yêu. Rồi anh Nhật Minh hoặc anh lên là ok nhá. Anh Hồng Phạm ơi, anh kéo vô cho đủ bầy đi anh ơi, chứ có một mình anh. Ừ. Anh kéo anh, vô đây, kéo vô đây. Không thì phải ok thôi, chứ còn ấy không được. Đây, 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 đưa Luli lên. Đưa Luli lên đi, Luli lên đi. Đây cả trong nhóm mấy anh em à. Thôi, không ai nên. Đấy, cái đối được ngay. Không, không ai nên, để em lên. Nói mùng vạn này, tôi nói thật, bây giờ ông đấy, tôi nói thật với ông già rồi, ông chả làm cái áo gì được cái cộng sản này đâu. Còn nói nhanh cho ông Vuông lên là cái cộng sản không bao giờ có từ đi chửi mướn hay là dùng cho đất nước cả. Chúng tôi không bao giờ làm mướn cho đất nước, mà chỉ có những cái thằng mà ba que xỏ lá, những thằng Việt Nam Cộng Hòa chế độ cũ của các ông mới là đi lính mướn, đi làm mướn cho ngoại bang thôi nhá. Đúng rồi, lên cờ anh em ơi. Lên cờ thôi. Lên cờ đây, lâu lắm rồi đây, ba quy chúng tôi mới có một cái live stream chung này. Còn tao nói thật với thằng Minh Trang Hoàng, tao nói rồi mày chả có cái tuổi đeo gì nói chuyện với tao cả. Về tiền thì mày đeo có. Đấy, về cái tư cách thì mày cũng càng không. Mày chẳng làm được cái gì so với tao cả mà tao phải chấp. Hiểu chưa? Một mình tôi chấp hết cả đấy, bà Quy. Chúng mày á, tao nói thật, một mình mày già rồi mày làm được cái gì nữa hả? Làm được cái gì? Mày mẹ, bây giờ con vợ mày thôi cũng chưa chắc mày đã làm được cái gì cho nó đoàng hoàng tử tế, cho con vợ mày nó sướng. Thì mày làm được cái gì nữa? Còn sống được bao tuổi nữa đâu mà còn ngồi đấy run rẩy chống cộng. Mày sợ cộng sản đến cỡ rồi, đó à? Có camera rồi chú. Chờ chị xíu đi. Hùng Phàm chống cộng bữa giờ thấy nhan sắc tàn dữ lắm. Hùng Phàm mà chống cộng bữa giờ nhan sắc của mày nhìn anh em tao này đấy. Tao nói thật mới kể cả thằng Minh Trang Hoàng mà nhìn tao này. Đấy, nhìn cái cỡ như thế này mà bây giờ phải đi ngồi nói chuyện với mày á. Tao kéo cái đẳng cấp của tao xuống bằng mày à. Nhưng mà tao cũng xin lỗi mày hôm qua thực sự đấy là cái vụ kiện đấy là ở Pháp chứ không phải ở bên Hà Lan. Ok, tao đồng ý là cái điểm đó tao sai, tao xin lỗi. Thế nhưng mà tao nói thật, tao đéo bao giờ tao thích nói chuyện với một cái thằng như mày đâu. Hả? Bây giờ nói mày có mặt nào để so sánh được với tao? Đấy, tao lên mạng, tao được chìa mặt ra này, là tao hơn mày cái đẳng cấp rồi này. Đấy, tao lên mạng mà tao dám chìa mặt ra là tao hơn mày đẳng cấp về nhân cách rồi. Đây đây, Minh Trang Hoàng này. Tao hơn mày về đẳng cấp về tiền bạc. Hôm nay là bọn tao ra Vũng Tàu, đây là nhà tao nữa nhá. Tao nói mày biết đấy. Thấy không? Đó. Sài Gòn tao mày có lấy nhà cái điểm gì? Đô mà tao còn có nhà ở Vũng Tàu đấy. Mày thấy không? Phải làm đi, lao động đi, đến bằng tuổi anh
nhiều tiền tao lắm, nói thẳng mà đâu, mày có thì tao là con nợ hay con gì chăng nữa, nhưng đúng mà tao con nợ nó vẫn hơn mày ở chỗ là nó lên trên mạng nó dám thỏ mặt, nó dám đưa mặt ra nó nói nha. Ôi, rồi còn thằng đi nữa đi nổi gì nữa. Cái lũ chúng mày nói thật, chúng mày có làm gì đi, đế quốc Mỹ còn không làm gì với dân tộc Việt Nam thì yên tâm đi, anh hàng lại nó không chạy đâu. Tao nói rồi, cứ lúc nào mà tao mới ông Hoàng lên là chúng mày lại tắt comment là cái kiểu gì? Còm mạnh lên, còm nhanh lên xem nào. Quên chào em Lô lại Hàn Quốc để lui đảng Mỹ. Ok, tao là Lô lại bên Hàn Quốc, tao lui đảng Mỹ còn hơn là mày làm Lô lại bên Mỹ mà lui đảng Mỹ, ok. Làm sao mà tôi muốn phất cái cờ ba sọc lên quá mà tìm ở cái điện thoại mà của Mỹ sản xuất mà không có. Minh Hồ là Trời ơi này, thấy không, cộng sản toàn có những người đẹp. Đấy mày nhìn này, nó. Trời, thấy không? Bây giờ đúng rồi, đại đảo Facebook không có cờ ba sọc để cho anh em muốn phất cờ. Ờ, xin mời. Anh ngồi xa xa, thấy anh ngồi xa xa. Đúng rồi, là chú Vy Văn. Đúng là đây là em xuống cho lên. Hùng Phạm, mày thấy bố mày hôm nay là tuổi tuổi Tây là 61, tuổi ta là 62. Mẹ là còn khỏe thế này không? Tao làm nô lệ Cộng sản đúng rồi. Đảng Cộng sản lãnh đạo thì tao phải nô lệ chứ. Mày chả lẽ mà đi làm nô lệ cho ba que. Chả lẽ nô lệ cho ba que, chả lẽ nô lệ cho... Cờ gì? Cờ hoa của mày à? Sáng quá nhỉ? Mấy bữa nay mày thấy thằng Chum á, thằng Chum, mấy bữa nay mày thấy thằng Chum của mày á, nó phất cờ đỏ sao vàng, mày chịu nổi không? Nè, mày thấy bố mày không? 62 tuổi, cỡ mày là gặp mày ở Sài Gòn mà đòi biểu tình á, trong vòng buồn đến nhạc. chú làm gì mà hăng ghê một nốt nhạc á? Cháu phải một nốt rưỡi đây. Đừng mơ dọa thấy cháu tụt trên đàn đó. Mày á Hùng Phạm, mày mà về Sài Gòn đi, bữa mày hơi nói là mày đem, mày còn bà con, tao cho mày địa chỉ nhà. Mày ghé bà kêu bà con mày gom hết về đây gặp tao. Còn tao gặp mày ở Sài Gòn nha, mày hôm mày về Sài Gòn biểu tình nha, từ ngày 10 tháng 6 đến giờ nha. Cỡ mày là gặp cái này, mày là cái, một cái này, không hôm nay này. Tao cái 61 uống, tuổi. Uống cà phê của tư bản như này. Sao mày có tao thì mày lên mày còm đi ở đó còn tao coi coi. Làm nô lệ cho Cộng sản mà không biết nhục cái bà bố mày. Bố mẹ cộng sản là đang lãnh đạo. Cộng sản đó là đang lãnh đạo đất nước phát triển ầm ầm lên. Mày đồ mày sốt ruột sốt cổ. Mày về mày coi là Cộng sản nó ác lắm. Mày về ngã ba ông tà mày đó. Nó phá tan nát khu đó hết luôn. Cái vấn đề là mình là những người sống trong chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mình bưng bô cho Cộng sản nhưng mà cái chất để được rồi được rồi dành cho ba quê. Chú Y Văn, chú Y Văn để chú Y Văn lên, chú lại kêu này. Cảm ơn nha kẹo. Hùng Phạm ơi, mày về ngã ba ông tạ đó. Anh Văn ơi, coi cộng sản ác lắm, nó tàn sát, nó phá nát khu luôn, nó làm nguyên con kinh Như Lộc hai bên làng đường Hoàng Sa bên Trường Sa, nhà cao tầng đông. Anh Văn, để chú Y Văn lên tí này. Ok. Ê, tao về Sài Gòn, chúng mày không dám đụng. Thì mày về, tao cho mày về, nhưng mà sợ mày có dám biểu tình không thôi. Chị bữa nay, thế tao lại đợi lên nữa, đợi bài. Thế nhà, đấy, thế nhà. Đang thêm chú Thư Huy Văn đấy. Câu này được á. Hết luôn rồi. Em cũng hết rồi. Đang mời chú Huy Văn. Nhưng mà chắc không được, đăng thêm nữa. Nhưng mà không được rồi. Không được rồi chú ơi. Ông nước bóng một chút. Chửi cái ông nước bóng luôn. Chửi ai? Nhiều người xin lên. Anh chửi Hùng Hoàng với Hùng Hoàng nước bóng nữa rồi đó. Anh lúc nữa. Lan này anh đi sớm cái đầu đã đảo rồi. Anh Hùng Hoàng. Anh Hoàng mà tắt cái lát Hùng Phạm đã đảo. Trời ơi, Minh Trang Hoàng ơi, nếu mà ở đây ấy, bọn các chú mà được gọi là dư luận viên
thì nói chung là các chú rất là vinh hạnh, nhưng mà đây là các chú chỉ là những người dân bình thường như cháu thôi, đúng không? Nói cho ông Phạm nghe nè, mày đừng nói không ai động lông chân mày. Nếu mày là một người Việt kiều, mày về nước thì đương nhiên người ta tiếp đãi mày đào, người không phải người ta tiếp đãi mà nhà nước cho mày. Nếu nhà nước cho mày về thì mày bình thường. Mà mày mà lú đầu ra mày đi biểu tình á, mày gặp mày đòi bữa mày đòi mày đi biểu tình mà. Không mày đòi mày hùng tiền mà, mày cho tiền mày đi biểu tình mà. Mà đi biểu tình mày gặp tao, tao hứa danh dự mày, tất cả ngày chủ nhật nào tao đều có mặt ở ngoài nhà thờ Đức Bà hết. Vâng, xin mời anh Trần Siêu lên. À nhá. Thành ra nếu mà mày về bình thường đi, ai đụng lỏng trong chân mày. Nhưng mà thử biểu tình đi, tao đụng vô con mắt của mày. Trời, trái đen luôn. Đang thấy mấy Trần Siêu á. À, ờ, xin chào, xin xin mời, xin chào tất cả anh em. Thế này nói đến cái chuyện là Hùng Phạm đấy, mà Hùng Phạm mà Hùng Phạm ấy thì tôi thấy Hùng Phạm mà không dạy cho con biết tiếng Việt ấy, sau này mà có mang cho cốt về mà cúng vái ông bà tổ tiên, ông bà tổ tiên này lại tưởng là chửi cơ. Khéo lại cúng thì không cúng, lại chửi ông bà tổ tiên thì khổ. Đấy, nó lại chửi bố Hùng Phạm lên cơ. Nói tiếng Mỹ mà. Nó hành chửi bố Hùng Phạm lên chứ không phải là chứ không phải là cúng ai nữa đấy. Nó khổ thế. Người Việt Nam ta, cái văn hóa người Việt Nam là cúng tổ tiên. Thế mà bây giờ con cái mà không biết tiếng Việt về nhà cúng tiếng Mỹ. Thế là con, lúc đó coi như là Hùng Phạm nó nhớ là bố Hùng Phạm khá bị con Hùng Phạm chửi. Đấy, ông bà tổ tiên Hùng Phạm bị con Hùng Phạm chửi. Không biết, không biết. Có cơ bao quê không? Đấy, thì... Mà đây toàn cờ đỏ sao vàng rực. Ba que thì cờ ba que có được thế giới người ta công nhận đâu mà rồi có cờ ba que. Làm gì có hãng điện thoại nào người ta đưa cờ ba que vào đấy. Đại diện cho ai? Mấy ông ba que thì chẳng đại diện gì cho ai được cả. Nhưng mà ngược lại có ba que có một cái cơ hội. Tôi đã nói rồi đấy, nếu ba que có cơ hội là có tiền, có đầy đủ tài chính, có đầy đủ về pháp lý pháp nhân thì lập doanh nghiệp, rồi nào về Việt Nam đầu tư thì có thể tranh cạnh tất cả những cái việc ở trong trong Việt Nam khi những cái gì vấn đề gì phát triển và có thể đầu tư vào bất kể một cái gì là vẫn được. Trần công mấy ông bà que mà tôi thấy mấy ông bà que toàn mấy ông có nhiều hôm nát đi chống cộng. Vâng đúng rồi. Mấy ông bây giờ thực tế đây này, siêu như thế này, hiện nay ở Việt Nam ấy thì là có cỡ khoảng độ 3.500 những doanh nghiệp Việt kiều hiện nay đầu tư ở Việt Nam. Mà trong đúng đó rồi. Có ba que ở đâu, vì thực tế đây là làm mấy ông có ba que nói chung là làm gì có tiền, sống bên đấy là nghèo khổ, lừa đảo những kiều bào chân chính để lấy tiền chứ không làm gì có tiền mà đầu tư về Việt Nam. Đúng. Mà... đây đây đây, tôi thấy có Hùng Phạm đây này, mọi người nhìn Hùng Phạm nè. Đấy Hùng Phạm đấy, nhìn Hùng Phạm chưa? Anh Đức chẳng qua là mình chọc mấy ổng chơi thôi chứ làm gì cái chuyện tin. Trời ơi, tin mấy ông ba que để tin đầu gối sướng hơn. Vậy thôi. Vâng rồi, chú sẽ sang đi khác chú... Đấy, mọi người nhìn thấy đúng là Hùng Phạm không? Hùng Phạm đấy, ăn bắt phở không có mà ăn. Thế mà rồi đi chống cộng. Bắt phở mà mấy năm Hùng Phạm không có mà ăn cơ. Đấy, thấy chưa? Việt Nam đây nhá, ngày ngoài 3 bữa cơm còn 2 bữa phở nữa. Đấy, người Việt Nam bây giờ, ngày 3 bữa cơm còn 2 bữa phở. Ngày hôm nay mà anh mà nói câu mà ông Hùng Phạm mà không có bắt phở ăn là ngày hôm nay là ông mà tức là ông chết là ông đổ thừa là cộng sản đấy. Ừ, đấy. Ông tức ông sẽ chết ngày hôm nay nè. Đấy, đấy, đấy. Ông Phạm đúng như thế. Đấy là nhìn Hùng Phạm đấy. Coi như là mấy năm liền có mới có được bát phở ăn. Trong khi đó người Việt Nam nghèo như tôi nhá. Nghèo như tôi thì ngày ngoài 3 bữa cơm còn ăn 2 lần bữa phở nữa cơ. Đấy, Hùng Phạm mới nhớ đấy. Cho nên là bản thân Hùng Phạm thì có khả năng gì về vấn đề Việt Nam này, về Việt Nam này. Ngoại người như Hùng Phạm. Chắc là có mấy nhà bạt ở cái dạy đường đấy. Suốt ngày anh cứ nói là coi như bưng bô, đó bảo là chúng tôi bưng bô cho cộng sản. Nhưng mà cái chất để trong bô thì dành cho các anh. Anh nói mãi, nói nhiều. Cho là tôi thấy là... phải anh, nói chung á, là ăn phở là còn đỡ, ăn gà 2 đô nữa anh.
quan trọng là đấy. Nhà hay đô nữa kìa, chứ ăn phải đấy. Còn đỡ. Mà làm gì có ở bên ý tôi thế này này. Những người như thế này mọi người cứ nhìn xem, cái những người như thế này thì lấy được tiền đâu ra ăn phở. Tôi hỏi mọi người đây này, nhìn không sai. Trong đây nhá, này, người Mỹ người ta đã có như này. Đây là cái nơi mọi người nhìn thấy. À đây đây, tôi cho mọi người xem cái mới. Dân oan ở Mỹ. Dân oan ở Mỹ nhá. Cái này là cái tin mới nhá, dân oan ở Mỹ đây nhá. Thế này, đây là cái trường hợp dân oan ở Mỹ bắt đầu có. Xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay bị đuổi ra khỏi nhà. California nhiệt độ đã lên trên 90 độ. Dân oan đấy, mọi người nhìn dân oan ở Mỹ nhá. Tôi có vấn đề của người dân Việt Nam và một số sắc tộc khác ở vùng này còn nóng bức hơn nhiệt độ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cách đây 2 ngày chị Lệ Chi vào một buổi trưa có gọi đến cho chúng tôi, nhờ chúng tôi đến làm phóng sự về những cái người cư dân trong một khu housing và đang đứng trước sự đe dọa có thể trở thành người homeless. Thì câu chuyện rất là bi đát, rất là nóng thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện này nó sẽ đụng chạm đến cái tình cảm thương yêu và trái tim của quý vị dành cho người lớn tuổi trong ở Việt Nam đứng trước những tai họa có thể đập ập đến một cách bất ngờ. Thưa quý vị, chúng tôi trước hết xin mời quý vị theo dõi câu chuyện với chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam và chị Lệ Chi. Xin trân trọng chào chị, thưa chị. Dạ, xin trân trọng kính chào đài truyền hình Cali Today, chào ông Nguyễn Xuân Nam cũng như là chào tất cả quý vị đã đến hiện diện nơi đây. Chúng tôi xin cảm ơn cái sự quan tâm của truyền hình và hệ thống truyền thanh báo chí Cali Today đã quan tâm rất là nhiều. Chúng tôi thật là cảm động khi mà nghe Nguyễn Xuân Nam nói rằng dù cho các bạn công việc có bận rộn cách mấy nhưng mà đấy. Bây giờ nói là đây là bên nói là mọi người thấy là bảo là cộng sản là cướp đất cướp nhà của dân đấy, bên Mỹ đấy, thấy chưa? Mỹ cũng về là một nước văn minh như thế mà cũng cướp nhà của dân, đuổi dân ra ngoài đường như thế. Bây giờ tôi nói với anh Siêu với tất cả các bạn này là bây giờ đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển, cho nên cũng có nhiều cái chuyện tồn tại trong xã hội bất cập trong xã hội, cho nên là Mỹ là một nước có những phát triển lâu rồi, có hơn 200 năm phát triển. Hơn 200 năm phát triển. 245 năm. Vâng, cho nên là nói chung là Việt Nam mình cũng còn nhiều cái bất cập. Những cái vấn đề là mình hiện nay những cái bất cập đó của Việt Nam thì nói chung càng ngày càng được hạn chế đi. Đấy. Cho nên là tôi nói về bây giờ mình nói về vấn đề bất cập của Việt Nam trong vòng một tuần thì tôi cũng nói về vấn đề bất cập của Mỹ trong vòng 4-5 ngày, đúng không? Đấy, không là... cái vấn đề ý tôi muốn nói là này, các anh ấy thương người Việt Nam thì các anh ấy thương chính cái người Việt Nam đang ở bên Mỹ đang bị mất nhà mất cửa, bị đuổi ra ngoài đường không có nhà ở đấy, các anh ấy thương những người đó đi, đấy là dân tộc Việt Nam đấy. 180 gia đình bị chuẩn bị đuổi ra khỏi đường ngoài đường đấy, là hiện tại đến tháng 3 này. Anh Châu ơi, xuống để bọn em lấy một cái khung hình rất đẹp. Ok Lưu Ly lên. Lưu Ly lên, Lưu Ly muốn chụp cái đó đó. Lưu Ly đâu? Lưu Ly lên đây, Lưu Ly. Khoan, chờ khi chờ Lưu Ly lên nè. Tao nói cho Hùng Phạm nghe nè. Tao nói cho Hùng Phạm nghe nè. Mày ô là ăn phở độc. À, mày thấy không? Tao ăn phở độc mà. Đó, mày thằng đầu không? Mà tao nay. Lưu Ly đâu? Tao ăn phở độc mà nay tao 62 tuổi. Mày đưa cái mặt mày lên coi, mày ở bên Mỹ mày ăn đồ tốt á. Mày coi cái mặt mày với mặt tao. Mày thấy không? Nha. Lưu Ly đâu, lên đi Lưu Ly. Lưu Ly ok rồi. Đấy, một mình ông ở bên một mình ông ở bên Hàn Quốc á, cái khuôn hình của ông được một nửa. Bây giờ đây là 5 chúng tôi, okay. Rồi, chụp lên đi. Được chưa? Anh em đem vào quý vị chúng tôi. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn không? Hello. Chúng ta có nhiều nguyện, có nhiều bảo vệ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt được. Nam. Này, này chưa, này chưa? Rồi. Được. Yeah. Yo. Ok. Ok. Đó.
Tại sao mình muốn làm này? Bởi vì đúng là từ trước đến giờ anh em mình gặp mặt nhiều rồi, nhưng mà em thì thật sự em vẫn đang bên Hàn Quốc, nên là chưa bao giờ được có một cái buổi chung với anh em để cho nó vui vẻ. Thì hôm nay rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà tất cả nhóm của chúng ta đã gặp mặt nhau. Đấy, đã làm một cái live stream, và vui hơn nữa là theo đúng kịch bản của buổi chiều nay dàn dựng là có Hùng Vạm chui đầu vào. Ý như rằng đấy, sao mà ông trời giúp những người mà có lòng tấm lòng với nhau thôi rồi. Đúng rồi. Mà anh nói với Luli là tuy Luli ở xa nhưng tình cảm của anh em ở trong nhóm vẫn dành cho Luli, và nhóm chúng mình quyết tâm coi như bảo vệ chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và nói chung chúng mình đoàn kết và mục tiêu duy nhất chỉ là chống lại cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dâm chủ quậy trong nước, đúng không? Còn mọi và chuyện đúng. Ví dụ như anh em và cái con đường của anh em mình không quan tâm. Con đường của anh em mình ngày đầu nó đã đặt ra như nào đấy thì là anh em mình sẽ đi đến hết cái con đường thế đó. Thế. Và không bao giờ chúng ta bị lệch hướng. Nhưng mà cái mục đích của nhóm mình là chống luận điệu xuyên tạc. Chống điện tạc, chống ai mà chống phá đất nước không? Thì bây giờ đó thì sẵn đây luôn, tại thằng này nó hô, cái thằng Hùng Phạm nó lên, nó hô là mời tôi lên nói về bè lũ cộng sản bán nước hại dân như thế nào đi. Rồi một tháng không mời. Với thằng này không mời biết sao? Bây giờ mày hỏi gì tao trả lời. À, bây giờ mày hỏi cộng sản bán nước hại dân, giờ tao hỏi mày năm 78 mày ở đâu, mày trả lời đi. Dạ, chú Ivan ơi, thì Trung Vũ là do có cái chuyện công việc cá nhân mà Trung Vũ sẽ không thể nào tiếp tục được cái con đường của anh em D3Q nữa. Thì là Trung Vũ đã ra khỏi nhóm D3Q để có những cái công việc riêng. Đấy, đúng, còn anh em chúng tôi thì vẫn tiếp tục đồng hành. Đúng rồi. Thế nhưng đúng mà rồi, những đúng người rồi. Đầu tiên thành lập ra D3Q như thế nào thì sau này có vẫn là như thế. Có thể là sẽ không là cùng một nhóm nữa, nhưng mà cái tình cảm anh em thì từ đầu đến sau này nó vẫn là như thế thôi. Vẫn là bình thường, bình thường thôi. Có thể là công việc nó tùy từng hoàn cảnh, bởi vì cái vấn đề lên giải quyết cái vấn đề mà chống luận điệu xuyên tạc này nó cần ví dụ thời gian, có cần điều kiện chẳng hạn, thì ai có đủ điều kiện thì vẫn tiếp tục tham gia, còn nếu mà không đủ điều kiện thì chúng ta cũng không quá bắt buộc phải làm điều đó. Con này vui mừng quá, đúng con này vui. À thôi, Luli đã nói hết rồi, coi như là một người cầu truyền hình mà cầu cái này cầu live stream Hàn Quốc Việt Nam, Việt Nam Hàn Quốc không, thì đó live stream thì cái về nhóm thì Luli nói rồi, bây giờ là chú đang nói vụ mà chống luận điệu xuyên tạc là Hùng Phạm đã đảo cộng sản, tàn phá đất nước quê hương ta, bán nước cho tàu cộng. Mày về đây đi, tao nói mày về đi. Tao ra ở Vũng Tàu hồi chiều này nè, tàu không nguyên bãi biển. Đụng mẹ cái đám tàu nó ngộ lắm. Nó tắm biển mà con gái nó không có chịu mặc bikini. Nó mặc toàn là áo thun với quần sọt không à. Làm cho coi như du lịch Vũng Tàu coi như không phát triển đâu. Nói chuyện được. Đó mày về nước đi. Rồi mày về ngã ba ông Tạ, cái nhà mày á, cái chỗ mày sanh ra đó và lớn lên á. Mày về. Nó phá hết rồi đúng không? Công sản phá hết rồi. Tàn phá nát sạch. Nó phát nát sạch rồi. Làm nguyên của nó gì? Sẽ nguyên kinh Nhiêu Lộc nó sửa lại đàng hoàng, hai bên bên Hoàng Sa bên Trường Sa, hai con đường hai bên, nhà cao tầng lên đầy ngóc luôn, cộng sản nó phá sạch. Chào bác Cầm nhá. Nè ông Cầm nè, hỏi ông Cầm nè, ông Cầm nè, bác Cầm nè, hỏi ông Cầm nè. Đó, nhìn mày giống tàu, mày cái thằng này mày ngu quá Hùng Phạm, mày về mày thằng con mày nè, mỗi ngày mày gặp nó mà coi nó giống tàu không? Tao là người Việt, tao nói tiếng Việt mà. Nè, ơn rồi này, cho bác Cầm lên nhá. Hùng Phạm, bây giờ tao nói tiếng Sài Gòn cho mày nghe nè. Tao nói này, Sài này, Gòn. Cho bác Cầm lên nè. Ok, đâu đi. Mấy sôi đồng quá. Mấy sôi đồng quá. Để mấy ngang nha anh Cầm, để mấy ngang nha. Để mấy cái. Nè. Hùng Phạm, chờ ông Cầm lên đi, ông Cầm mày hô là ông già lụ đạn á. Giờ tao nói mày nghe nè. Không. Từ chối anh Cầm. Cho tao lên dưới kìa. Anh để mày ngang nha anh Cầm. Mày á, mày không nghe, tao nói tiếng Việt nè. Tao nói giọng Sài Gòn nè. Bây giờ nhá, tớ nói giọng Bắc chứ. À, Bắc.
bắt là bắt di cư nha, thành ra ta không nói đặt được nha. Nhá thằng Hùng Phạm nha. Mày hỏi tao giống Tàu Cộng hả? Mày về nha, mày kế bên nhà, kế sát bên mày nha. Thằng con mày á, đéo biết nói tiếng Việt nha. Mày hỏi nó biết nó Tàu nói cho mày nghe nha. Bố mày cái thằng anh cầm đè cái máy ngang lên cầm ơi. Để máy ngang mới được. Chạy rồi, chạy rồi hả? Chạy rồi hả? Lên, chạy, chạy, chạy rồi. À, mày chạy, ấy mày giờ đi, à, nó đi cắt cỏ. À, đúng rồi, đúng rồi. Giờ này giờ cắt cỏ, giờ tới giờ cắt cỏ, thằng Phạm nó đi. Không, cắt cỏ. Ra mày ghé, mày chở vợ mày ghé siêu thị, bỏ thằng con ở trong đó, nó để nó lo cho thằng cha nó, thằng chủ siêu thị là thằng Ba Tàu. Đó, cắt cỏ 5 phút sau nữa, Nghị bắt đầu lên comment tiếp, và anh bắt đầu anh lên. Không, comment. Nhưng mà tao mày thể ở đâu đi. Mày tao xuống là mày không được lên nữa nha. Còn nếu mày đang chạy xe mày nên nhớ nha, mày đừng có tức nha. Tao biết mày vừa chạy xe mà mày vừa còm là con vợ mày còm kế bên. Mà con vợ mày mà nó nghe nói là tàu nó ghiền lắm, nó sợ mày phát hiện. Anh kia để ngang. Nghe không Phạm? Anh để mấy ngang á anh Cầm ơi, anh để mấy ngang đi em mời lại anh. Để cho anh để mấy ngang á. Để mấy ngang đi anh Cầm, để mời lại anh nè. Rồi mày đang mời lại anh á, để mấy ngang nha. Đi cắt cỏ đi anh Hùng Phạm, xong rồi nghỉ ngơi giao lại. Rồi được rồi. Chào ông Lính Nguyễn. Ok, đủ má tôi bây. Thằng cha bán đồ lậu, thằng cha bán lừa đảo bộ đội sau giải phóng bán đồng hồ. Ê đủ má, vừa phải. Mày đủ má bôi bát tao quá. Thôi bây giờ tao cho tụi mày coi cái này. Chương sao? Mà không chịu nói chuyện cứ đi luôn. Hai mươi bốn giờ bây giờ hai mươi chín giờ còn phải thấy chói ngợp. Phát triển đây là gì? Là bài nhà cao tầng, là đời sống con người có văn minh hơn chút xíu hơn. Bắt đầu mất biết chút cái điện thoại đó chỉ là lịch sử đó. Đã có đầu xa ấp các bạn trẻ chịu đi làm ăn hơn, bớt ăn nhậu hơn ngày xưa. Cái tòa nhà cao tầng thì thôi, ta cũng phải có cái xe hơi, đồ ăn ở đây không có nhiều đồ những cái mặc dù khổ lên. Người nghèo nó khó chứ, cái tao tới chứ mà nó có số tiền mà phải sống được như vậy. Mặc dù nó còn nhiều cái mặt khác, người nghèo còn đó, đối với cái còn những điều bất cập, tham nhũng, tham mô cái con mẹ, quèn gì đó đúng. Nhưng mà phải chấp nhận là nó phát triển, chứ mình có đâu có được cực đoan. Phát triển mà có một cái nguồn, cái video sau mà cái tên muốn đến đâu là Việt Nam giờ thiếu gì hết. Rồi mình cứ vô chửi con sầm bất nhã, nhớ thằng đi, nhớ mấy thằng đi. Chửi, mà cái video là gì, video đó chỉ là gì, video đó là nó chỉ về chất thôi. Tù mà nó chữ sờ bờ lờ luôn, đồ nó chữ sờ bờ lờ luôn, đồ bác ta rồi chưa, đồ còn cái này mới là vui, nhưng mà cái tiếng của mẹ quá không nghe được đâu anh Cầm ơi. Đồng ý nhưng mà có cái này rồi thôi vậy được rồi, có cái này mới là vui, cái này. Bây giờ đây. Anh Cầm ơi, em nói với anh là như này, thì trước kia thì anh cũng là phục vụ cho cái quân đội của huyện Sài Gòn. Bây giờ chúng em là những cái thế hệ coi như là sau chiến tranh, thì là bây giờ tức là giữa anh và bọn em, anh em đâu có một cái khoảng cách gì đâu. Chúng mình dù xa nửa vòng của quả đất vẫn là thân thiết với nhau đúng không? Đấy, thì nói chung là chiến tranh đã qua rồi, thì chúng mình phải là bạn của nhau, vì chúng mình là những người Việt Nam máu đỏ da vàng. Hiện nay thấy đất nước Việt Nam cái đó là anh và bọn em đều vui mừng cả đúng không? Chúng em cũng không phân biệt gì là anh trước kia là đã là lính Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng em là những người bảo vệ chế độ Đảng Cộng sản hiện nay. Nè, khoan. Giờ như nãy anh Cầm ơi, đại ca, nãy em xin lỗi, em giỡn với anh. Không sao đâu. Tại anh tự khai cái vụ mà anh bán đồng hồ. Không, còn bây giờ nè, em nói nghe nè. Tao tại con vừa thiệt, nói thiệt mà. Anh xưa anh ở Sài Gòn, anh biết cái nhà ba không tao? Biết sao không biết mày, nhà tao biết không biết, trộm thịt cày đó. Đúng rồi, còn bây giờ anh về rồi anh thấy không? Bây giờ nó khủng khiếp không? Cộng sản tàn phá sạch mẹ khu đó luôn. Không, giờ tao muốn kể, tao muốn kể, mày coi kỹ coi trong này có thằng Tôn Khiêm không? Nó mới nói chuyện với tao vừa xong đây. Tôn Khiêm hả? Tôn Khiêm. Có Hùng Phạm được không?
Bà thằng bắt dịch tới bà nói chuyện nó làm gì. Cái thằng Tôn Khiêm này á, là nó mới hỏi tao á, là ngày xưa anh đi sườn năm xưa anh rành quá vậy. Tại vì nhà nó ở Bến Cát, có nghĩa là nó cũng đi lính. Thằng Tôn Khiêm nó mất tiêu rồi. Nó cũng bị thương, bể mẹ, mất mẹ, lá hết lá phổi, bị Việt Cộng bắn. Thì nhưng mà nó nói với tao một cái điều này nè. Anh ơi, bây giờ mà đứa nào mà nó quậy phá mà đất nước mình, mà tại vì nó cũng là lính Việt Nam Cộng Hòa giống như tao vậy. Nó hỏi anh đi sườn năm rồi, nó theo dõi ra tao từ lâu rồi mà tao đâu có biết con mẹ đâu, bây giờ tao mới biết nó tên là Tôn Khiêm. Hồi nãy nó có lên, trước nãy nó lên như Hà Mê biết đó, thì nó ở dưới Bến Cát An Điền á, thì nó mới nói như vậy nè. Bây giờ nhà nó, cái nhà nó chứ đất đai của nó ở đó đó, là đủ khoảng 40 tỷ, đừng rớ vô. Nó là lính cựu quân nhân, là cũng thương phế binh giống như tao luôn. Ý tao nói một cái điều này cho hỏi, đó là những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại, và họ đã yên bình và sinh sống trên mảnh đất quê hương, và họ hạnh phúc. Nó mới chê tao, nó nói anh coi vậy mà cực hơn tôi. Tôi bên này là tôi khỏe lắm, đất đai tôi cho người ta thầu rồi, xong ra tới khoáng, tới mùa, xong tôi thu quy hoạch, tôi lấy tiền thôi. Hỏi mày bộ nhà mày bộ rộng lắm hả? Không có, nhà em khoảng, nhà em cái nhà ở khoảng 3 mẫu, cái nhà nó ở khoảng 3 mẫu, tại cái nhà chính giữa của chung quanh nó trầm trường, còn nó mua đất thêm nữa. Thì tao mới hỏi nó, căn cứ lại khi ngày xưa của tao đâu rồi? Nó nói vậy đâu có còn nữa anh. Bây giờ khu đó mà rớ vô là đủ má phỏng tay, có nghĩa là nói chuyện tiền tỷ tỷ, chứ còn nói chuyện kia không á. Tao nói ủa, hồi xưa tao nhớ đó là rừng cao su mà, căn cứ tao nằm ở trên rừng cao su, tao nói ủa bây giờ con mẹ cao su anh, bây giờ nó cất rồi xây cái gì gọi là gì, xây khu công nghiệp Bình Phước cái gì đó không biết nữa, nói là chỗ đó không bao nhiêu. Bây giờ anh đừng có bông, anh cái việc về đi, tôi lấy xe, tôi nhà tôi có ba chiếc xe hơi nha. Nó, tôi sẽ rước anh và tôi chở anh đi tham quan tất cả Lê Khê, Bến Cát, An Điền. Trời ơi, đủ má ghê không? Đó, tao nói như vậy để cho mày hiểu rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại, còn sống, còn sót lại sau thời chiến tranh, họ đã nức lòng với cái sự cuộc sống hiện tại. Có nghĩa là họ làm ăn được, họ buôn bán được và họ làm giàu được trên mảnh đất quê hương của họ. Thì đừng bao giờ, đừng có cái mộng, tụi ở nước ngoài đừng có cái mộng mà về đây mà trở cờ. Đó là những người lính phía bên kia chiến tuyến với Việt Cộng đó, chứ không phải là người bộ đội đâu, không phải bộ đội. Đây là không phải là cựu chiến binh bộ đội, đây mà cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa giống như tao vậy. Thương phía mà binh. Thương phía binh mà thương binh nói chung. Không phải. Thương phải bên mà phải nói rõ ràng, không phải là lính bộ đội. Đúng rồi. Không phải là lính bộ đội mà là lính bên kia chiến tuyến, tao nói rồi, bên kia Việt Nam Cộng Hòa, và người ta hiện giờ người ta sống trên mảnh đất quê hương và người ta làm ăn được, người ta giàu có. Mà nó nói người ta chơi giới liền, anh cứ về đi. Đủ, tôi lấy xe tôi rước anh, nhà tôi tới ba chiếc lận. Tao nói ủa đủ mấy nhà làm gì mà ghê vậy mày? Nhà mày tới ba chiếc, người ta một chiếc cái mẹ người ta đi mua trả góp thấy mẹ luôn, mà tới ba chiếc lận. Xin lỗi. Má. Nói chuyện rung quá sao mày, làm tao rung quá vậy ta. Thôi chạy anh đi. Không được rồi. Ok, thì tao muốn nói cái điều này là tôi phải cỡ nào tôi phải phá. Thậm chí những người đồng đội tao, có nghĩa là đồng đội tao ngày xưa đó, bây giờ người ta cũng không chấp nhận tôi bây giờ. Cái mà đau nhất là cái những người cựu chiến binh cũ, là những người cựu chiến binh của quân lực Việt Nam qua, người ta vẫn không có chấp nhận tụi bay về đó. Thì tôi hỏi tụi bay hết đời rồi, nói tôi nói vậy thôi, còn tụi bay phá phách, tụi bay biêu ríu, tụi bay muốn nói xấu gì tụi bay kể xấu, người ta chỉ an phận, người ta nói ta làm giàu trên mảnh đất quê hương họ. Những cái khu vực những người đó hiện giờ đã thành giàu có lắm. Đang ở Vũng Tàu, Phụng Thiên ơi, đang ở căn hộ của anh ở ngoài Vũng Tàu. Thôi, tao mới nói chuyện với thằng Tôn Khiêm đó. Bữa nào thằng Tôn Khiêm nó hứa là bữa nào tao lên là nó sẽ lên, nó nói anh cứ lên đi, em ở dưới được rồi, tại vì em bị mất hết lá phổi, cũng bị Việt Cộng bắn á, đồ cũng tội. Thì tao nói ai biểu mà gây em mày gây chi đó. Hôm bữa đó em cũng có mời anh Tôn Khiêm lên, nhưng mà anh nói là anh chỉ ở dưới thôi chứ anh không lên, anh chia sẻ.
Tao đâu có biết, nó đi theo dõi tao lâu dữ, tao nói mày làm gì mày đi theo dõi tao vậy, tao nói ờ anh nói chuyện hay quá mà nói thiệt quá, tại vì tôi ở Bến Cát mà, đồ hùng mà ra trả, thằng đó tao nói cái gì ra nó biết, nó xác nhận có liền, tại vì ở cái thời điểm đó những cái cuộc hành quân đó và xuống những cái tiêu tiền ở Bến Cát như thế nào, Bến Cát như sao nó ở đó mà nó sao không biết được. Bến Cát mà một anh ai cứ ghé Bình Dương, Hà My gần lắm, Bến Cát là Hà My với Bình Dương gần lắm. Không phải cái tôi khi mà là ở Bến Cát Bến Cát đó, gần còn, mà gần ờ thì nó nói anh muốn đi đâu anh về đi em rước anh đi thì cũng Bình Dương. Ok thì nó nói vậy mình biết vậy thôi, thì nó cũng nói chuyện đời chuyện vui. Giờ nhà nó dữ lắm mày ơi, nhà nó thằng Tôn Khiêm đó, nhà nó là nó có hình như là mấy mẫu đất á, mấy mẫu từ mà nó nói nó trồng qua ờ thằng đó cũng là lính cựu chiến binh luôn, cựu chiến binh của quân lực dân Cộng Hòa đó, rồi bị thương rồi bây giờ giải phóng xong bây giờ đã làm ăn phát đạt lắm. Thì em nói cảm ơn như này, tức là sau năm 1975 một số thì là sĩ quan đấy cấp úy thì đi cải tạo một số năm rồi về, mà người nào đủ cái tiêu chuẩn mà muốn đi theo dạng hát tôi đi, còn tất cả những người lính thì người ta chỉ cần coi như là cải tạo coi như là một vài ngày thôi. Vâng, thì sau thì đó tao nói rồi đó, tao đi 3 ngày đó cũng là dân thường đúng không, cũng như là dân thường thôi không khác không, tại vì tao người ta có cái bí mật này mà tao muốn nói cho mày nghe, ngày hôm qua tao vô tình tao mới đi qua tao đi qua bên kia tao mới thấy có một cái thằng bạn trẻ nó mới khai thiệt, nó mới là lấy tiền làm sao lãnh tiền trên YouTube á. Thì thằng kia nó đi khai thuế nó mới kể lên YouTube á, nó kể ra thì té ra cái ông nội này tao mới biết là có một cái sự thật rất là cái ông nội gì đó Tân Thái với Bình Đi Trương chẳng qua làm đó đã vì lấy tiền YouTube mà thôi, cái đủ mà nó đéo yêu thương con mẹ gì vậy. Có kia là tất cả nhiều người like chuyện nào thì một tháng nó lãnh tiền YouTube, nó chỉ làm về tiền YouTube mà thôi. Đó, cái thằng kia nó gọi là gì ta? Nhân lì gì nó biết khai, nó đi khai thuế một năm, đó là người thường thôi nha, nó không có mẹ nữa. Mà một năm nó lấy tiền YouTube được 19.000 đô đó, thì tao nghĩ là tụi BD Trương Tân Thái đó chỉ là lấy tiền YouTube mà thôi, chẳng cái yêu thương con mẹ gì tao nói gì. Đúng rồi anh, chính xác. Rồi, cái đủ mà bây giờ tao mới biết, đủ cho tao rồi chứ tao không có biết, tại vì cái thằng khai ra. Kể cả cái view với cái like, ví dụ hiện tại bây giờ người đang xem là 142 người đúng không anh? Còn tại sao cái Tân Thái nó có khi lên mấy trăm người, cái chuyện đó bây giờ nếu mà cần á mua view vẫn có, cái số đó 400-500 người xem vẫn có. Nên bọn nó chỉ làm YouTube thôi mà. Nó làm chửi xem chứ nó không có thương yêu con mẹ gì hết á. Rồi tao. Ờ em Hà Minh nè, anh Minh Lực ơi, em Hà Minh. 1.000 đồng một view anh, 1.000 đồng một view. Trời ơi, bởi vì tao mới rành rồi tao đâu. Có nghĩa là 300 view thì 300.000, mà 300.000 nếu tính ra thì độ khoảng 15 đồng mà thôi. Thì anh nghĩ đi, một cái YouTube một năm làm anh lấy 19.000, anh tính ra đi mỗi một buổi like trừ ra chỉ có mười mấy đồng thì nó đâu có vấn đề gì đâu. Thì rồi rốt cuộc không kết bạn cũng mời lên được, nhưng vấn đề hôm nay máy gọi xuống sao ấy. Chứ có phải là mời những người mình, bạn đâu ở đây là máy. Bây giờ mình chỉ khẳng định là nó chỉ làm vì tiền YouTube mà thôi, chứ chẳng có yêu nước con mẹ chứ. Bởi vì cái lý luận lập luận của nó không có. Nói chung vậy. Bây giờ nó có một cái trang của thằng cộng sản Mỹ nè. Nó mới nói chuyện là về đồ ăn chất độc của bên Trung Quốc qua bên Mỹ như thế nào và tràn ngập thị trường như thế nào và toàn là độc hại như thế nào. Mày cứ muốn nghe không? Tôi cho tụi mày nghe. Đây là người Mỹ nói nha, chứ không phải là người Việt nói nha. Dạ rồi anh. Cái nick bạn ông Dũng Duy Nguyễn, người ta làm kinh tế nên cái chuyện mà đăng lên YouTube là cái chuyện điều bình thường đúng không? Còn không phải là người ta bán cái nước bọt rẻ tiền như cái bọn Benny Trương với bọn Tân Thái. Đúng, hiểu chưa? Người ta không chính trị chính em, hiểu chưa? Người ta làm chỉ ta nói chuyện về game, ta nói chuyện về đam trẻ trẻ trâu chơi thôi, hiểu chưa? Sản Trung Quốc sao không nhỉ? Thì nó là một chế độ độc tài tàn bạo với người dân, liên tục gây hấn với các quốc gia khác và là mối hiểm họa công nghệ vì đánh cắp của Mỹ hàng tỷ đô tài sản trí tuệ. Như xin lỗi, nó đâu là nhỉ? Dù sao thì cần phải cảm ơn chính quyền Wellington tầm những năm 90 vì đã cho Trung Quốc được hưởng đại ngộ thoái hệ quốc.
vốn là điều cần thiết cho việc mở rộng thông thương mậu dịch, quá là một vụ làm ăn tầm cỡ. Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến. Tất nhiên cũng có người không vui cho lắm. Đúng rồi. Đặc biệt là những nhà sản xuất Mỹ, họ kêu ca vì bị hắt cặn bởi giá công nhân rẻ mạt ở Trung Quốc. Mà này, thế mới gọi là thị trường tự do tư bản chứ, và đó là cái bánh táo kiểu Mỹ. Nhân tiện, Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu táo lớn nhất thế giới, nên bánh của bạn có thể có táo của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc có, nó sao nhỉ? Có chất lượng không khỏi rùng mình. Ngay cả quan chức Trung Quốc cũng phải thừa nhận thực trạng đáng lo ngại của thực phẩm. Đương nhiên, tại Mỹ chúng ta không cần phải quá lo lắng về các sản phẩm nhiễm độc tới từ Trung Quốc, vì đã có FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm kiểm soát mọi chuyện. Từ năm 2006 đến năm 2010, FDA đã chặn 9.000 loại sản phẩm không an toàn của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Theo báo cáo người tiêu dùng, 4 tháng đầu năm 2011, FDA đã từ chối 298 lô hàng đến từ Trung Quốc chứa hoa quả bẩn, tôm gây ung thư và các kiến nhiễm độc. Chà, thật may là FDA đã kiểm soát nghiêm ngặt việc nhập khẩu từ một quốc gia vốn tai tiếng với hàng hóa nhiễm độc. Vì vậy sao đấy? FDA kiểm tra chưa hết 1% hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ thôi á. Nếu có tới hàng nghìn loại hàng hóa nhiễm độc từ Trung Quốc mà kiểm tra còn chưa tới 1%, thế thì có bao nhiêu bị lọt lưới đấy? Tôi cũng không biết, nhưng ít ra tôi có thể liệt kê một vài ví dụ. Đây là top 6 hàng hóa nhiễm độc xuất khẩu từ Trung Quốc. Số 6, sữa nhiễm độc. Melamin là một hợp chất chịu nhiệt tốt, hữu dụng trong việc tạo ra những thứ như bát đĩa bằng nhựa. Và khi được pha loãng với sữa, nó có thể làm sai lệch các thử nghiệm, khiến hàm lượng protein trong sữa có vẻ cao hơn. Và đó là lý do mà Sanofi, một tập đoàn quốc doanh về bơ sữa của Trung Quốc, đã thêm melamin vào sữa và sữa bột trẻ. Thì nó hơi dài nhưng mà tôi nói cho mày nghe. Vâng, đúng rồi. Tất nhiên là như vậy, tất cả các đồ độc, các đồ mà thằng Trung Quốc nó qua, xuất khẩu qua Mỹ á, thì cái thằng kiểm tra FDA nó chỉ kiểm tra được 1% thôi. Còn 99% những cái đồ Trung Quốc qua đây á, nó mà được mạng danh máng dán mác USA. Mày hiểu tôi nói bây giờ hàng hóa của Mỹ bây giờ vẫn nhiễm độc như thường. Tại vì cái thằng mà FDA nó chỉ kiểm tra có 1% thôi. Và bây giờ kể cả sữa của Mỹ, kể cả tất cả những cái gì thức ăn của Mỹ đều có hóa chất độc hại của Trung Quốc. Đó. Tao nói vậy cho mày hiểu không? Có nghĩa là ở nước Mỹ này hàng hóa mà kêu bằng nhiễm độc nước Mỹ này nó quá trời luôn. Thì đừng có bao giờ nói là Việt Nam ăn đồ độc hay là bên kia, nó không bằng Mỹ đâu, ăn Mỹ mới là ăn đồ độc. Và tao thì là riết càng ngày tao ăn rau chứ tao không dám ăn thịt luôn. Tao sợ quá. Ở nước Mỹ thì mới là ghê. Mày đang nghe nói không? Nó chỉ kiểm tra được có 1% thôi. Còn 99% nó đi đâu? Nó mới hỏi vậy. Thì nó mới đi ra những ngửa là những công ty của Mỹ á, họ mua hóa chất của Trung Quốc về làm ra rồi dán mạc thì đúng rõ ràng là thằng Mỹ nó sản xuất, nhưng mà nguyên liệu thì thằng Trung Quốc nó nhập vô. Có nghĩa là anh nói dán mạc. Em sẽ nói với tất cả các bạn ở đây về cái chuyện mà ung thư đấy. Ồ sao mà mệt quá, ung thư thì tao cũng đã từng nói rồi, ung thư nước Mỹ nó cao nhất. Ôi mệt quá, tao mày nó muốn nói gì đó. Tao đã nói rồi từ lâu, nó muốn nói vậy nói mày, nó muốn dễ chừng. Ngày hôm qua tao mới coi được một clip của ông Hoàng cha Hoàng Duy Hùng vào ở gì Hoàng Duy Hùng được gì nửa vòng trái đất phỏng vấn, nói rất là hay. Thì người ta rất là hay. Thì tao nói chỉ nói một cách đơn giản thôi. Thì ở đâu thì cũng khổ cả, nhưng mà tao thấy ở Việt Nam sướng hơn. Đó nó hẳn là vậy. Tại vì sao? Việt Nam thường thường ăn đồ tươi, ra chợ mày lựa mày mua, đó là cái chuyện là quyền của mày. Mày đừng có đổ thừa. Tại vì mày ra mà mày chờ ở bên cọp con cá lóc đang nhảy, đang sống nhăn răng đó, mày kêu mày làm con cá lóc này cho tao thì mày làm gì có đồ độc. Trung Quốc tao lại banh con cá lóc ra mà để đổ nước vô, mà đổ nước lọc vô. Tại vì mày có tiền mày ngu mà chung vô mày mua thì bị đường gạt ráng chịu. Ôi mệt quá, có tiền mà không biết xài, khổ ghê.
Thành ra cái ý tao bên đây, tao muốn nói tụi bay là tao muốn nói chuyện với thằng Tu Khiêm mới vừa xong. Thì cái ý bên này tao lên là tại là nó cũng là một người thương phê bình của chế độ cũ, và họ không muốn cho ai, bất cứ một người nào và bất cứ một quốc gia nào, họ không muốn xen vào cái đất nước của Việt Nam của họ. Hiểu không? Yeah. Tao nói lại đây là tao muốn nói là những người bên kia chiến tuyến với Việt Cộng đó mà đang sống tại đất nước Việt Nam đó, chứ tao không có phải là tao nói cái kia, cái ý của tao là vậy. Tại vì tao mới nói chuyện với Tôn Khiêm xong, Tôn Khiêm nó nói trời anh về đi, trời em khoái anh quá này kia, anh nói chuyện giống y chang như tôi, tại tôi ở dưới Bến Cát và tôi biết, cười nó cười hí. Hỏi sao vậy, em bị mất hết lá phổi rồi, hỏi sao vậy, cộng nó bắn tội nghiệp giống tao. Tôi nói ủa sao mày cũng bị vậy hả? Ủa giờ em đang ở Bến Cát nè, trời ơi mà sao thấy anh khổ vậy, hỏi sao khổ, anh còn giữ cháu rồi hả, tôi hả, con cái lớn chân trời rồi gì? Mình chẳng bao giờ câu like, mình câu like để làm gì? Ở đây mình không có kênh YouTube, nhóm DVQ không có ấy, xong Văn... khi mình like xong Nguyễn ai Quỳ muốn lấy thì lấy, các kiểu mình không quan tâm. Ủa tao teo não là sao? À, không biết. Không kể. Ngọc Lan nói câu nghe nè, nhóm Debawi này từ hồi xưa tới giờ chưa biết câu like là gì nha. Không phải giống như mấy thằng chột cái Ben Liên Trương mua like, còn cái này không cần mua like ha. Cộng sản đâu cần mua like, cộng sản đi nào cái nào cũng phải sự thật, cộng sản đảng đi thôi là đi sự thật, không cần phải câu like. Còn mấy người kia biết sao mua like, biết không, mua like để dù mấy cái đứa mà già như chống cộng cực ngu đó, cứ thấy like nhiều cứ đông đầu vào. Rồi tao biết rồi, bây giờ tao biết rồi. Hồi xưa giờ tao thắc mắc, nhưng mà bây giờ tôi ngày hôm qua tao coi cái thằng gì đó nó đi khai thuế vô cái vụ YouTube, tao biết, tao hiểu rồi. Tức kia là những người bên này là chuyên môn mà lên là để chỉ chủ yếu là đi lấy tiền YouTube mà thôi, mà lấy tiền cũng nhiều thiệt các mày. À, một tháng như vậy mà nếu làm mà ròng rã thì nó cũng được 2-3 ngàn đô đó, tiền YouTube không á. Nhưng cái tiền đó cuối năm phải đi khai thuế. Của Google đó nó đưa, tao hiểu rồi. Thành ra bây giờ tao hiểu là tất cả mọi đứa mà lên đây mà kêu gào mà đi qua cho nó coi là chỉ chủ yếu là lấy tiền thôi, chứ nó không có làm được cái công đức gì cả. Nó thiệt mày, cũng giống như Hoàng Duy Hùng nói có câu vậy này, tụi bay chỉ có vỏ mồm thôi, mà vỏ mồm thì luật pháp Mỹ nó không có bắt. Thử tụi bay có thực lực đi. Giống như kiểu như vàng phao với là thằng trai giữa Campuchia, đủ mà nó gông cổ mà nó cho ở tù tới rụt xương luôn, vàng phao mà đủ mà ở tù tới chết luôn. Cha đó là đủ yểm trợ vì tiền bạc mua vũ khí ở bên này, đêm tuồn về biên giới để lật đổ cộng sản Lào, ba tết Lào gì đó, cha vàng phao á, đủ ở tù chết luôn, tới chết luôn chưa ra luôn đó. Hoàng Duy Hùng nó nói rồi đó. Còn một thằng Campuchia nữa, tại vì đó là mấy thằng đó là có thực lực, nó có tiền, nó có của, nó gây dựng quân đội rồi nó đem vũ khí về, đù má cộng là Mỹ nó bập liền. Còn bên này là toàn nói vỏ mồm của nước miếng rồi văng ra tá lả luôn, mới lấy đồ chùi chết mẹ đó vậy đó, đủ má đủ cái đôi mắt gì đâu nói miệng không mà đủ thằng đó nó chưa có cớ đủ không thử đi đâu, ở mệt quá mấy thằng này tào lao đủ má, không bằng một góc cái thằng này. Mà tao nói bây giờ tao mới so sánh cái điều này, mày ở Việt Nam mấy thằng bất đồng chính kiến ở Việt Nam mày thua gì một cái thằng què quặt. Thằng Tung Khiêm là giống như tao là thương bệnh binh, là thương với binh đó, là coi như là què quặt rồi đó. Mà bây giờ nhà nó nói về cổ em ơi, bốn mươi tỷ hả, đối với em là phe re. Đồ người ta nghe nó ghê vậy ta, 40 tỷ đối với nó là phe re. Đồ mấy người ta ớt lạnh, nó còn ở đây không đủ. À, thì mày cũng biết Tôn Khiêm đó, Tôn Khiêm ở Bến Cát nó kết anh lắm. Tao biết trời ơi khổ quá. Rồi nó nói em kết muốn kết bạn với anh hoài mà anh không có, là tao sợ quá mày, tại vì kết bạn tao bị chửi mấy lần rồi. Hồi xưa tao kể cho mày nghe đó, đủ mà hồi tao mới lên tao thấy tao đâu có biết chơi, thấy tụi kia rồi kết bạn tao bấm tá lả ra. Đù má sáng ra nó chửi đù, mà nó chửi tao te tua tao đù má, tao quản quá. Thành ra giờ tao nói, tao nói ok rồi anh cái lãng với em. Thì giờ tao muốn lên, tao muốn nói cái điều, nhấn mạnh một điều này là những người khác chiến tuyến ngày xưa, nói chung là dính lính Việt Nam Cộng Hòa đó, thì người ta bây giờ người ta đã yên bình, người ta đã giàu có lắm rồi, người ta cũng không muốn xáo trộn cái đời, mà cái lý tưởng của họ nó cũng khoai thiệt mà. Nó cũng chửi rủa, nó cũng nói rủa, hồi xưa lính Việt Nam Cộng Hòa đi tới đâu phá làng phá sớm tới đó chứ đâu phải là bởi vì không lấy được tình cảm của họ nên ra giữ thất trận đó. Tôn Kim nói cho tao, không có nói nghe đó, tao cũng nói từ lâu ở đó vậy đó. Thì tao cũng có lên tao nói rằng ra mấy thằng này bởi vì tao mày kêu mày gào mày muốn banh của họng mày ra cũng không ai nghe đâu, trời khổ lắm. Rồi ok, bây giờ tao hả, mà tụi bay tao nói cũng hết ý tao rồi.
thì tao cho mày, còn tụi bay trúng mày ra tao giái tụi bay ngộ độc rượu cho ê ngộ độc thức ăn biển cho chết mẹ tụi bay đi, tụi bay kêu vui tao hoài rượu mà ăn nhậu tối ngày rượu má cái, mỗi lần ăn cái đưa ra rượu má trước mắt tao chi cũng biết rượu má. Cái này là giới thiệu cho anh thôi, khi nào anh về đi sẽ có những cái món này. Mày mày ác thì mày ác vừa vừa rượu mày ác quá rượu mẹ. Đó là ngang đưa lên có đang sư phạm vô kìa, trời ơi đó có con gái tao vô nữa kìa là cho tụi bị chết rồi đó. Thì tao yếu tao nói là những cái người mà không phải là thầy Tung Kham Tung Khiêm này đã ra mặt, còn những người mà tao về 2 năm 2 7 biết bao nhiêu người lính ngày xưa mà già hết rồi, người thì đi chạy ráp, người thì mặc dù đời sống vẫn còn khó khăn nhưng mà họ rất ư là vui, họ hạnh phúc lắm. Ok thì thôi được rồi. Ờ anh xuống. Vâng, rất cảm ơn anh. Rồi. Gì vậy? Rồi, bây giờ tôi xin chào lại tất cả các bạn. Thì vừa rồi á thì có một cái đằng ba que trên này nó nói là Việt Nam ăn đồ độc, đồ bẩn các thứ thì ung thư rất nhiều. Bây giờ tôi nói cho tất cả các bạn như này. Cái chuyện ung thư ấy, thì nói chung là ăn đồ độc, đồ bẩn các thứ cũng là một cái nguyên nhân chính để mà coi như gây bệnh ung thư. Nhưng mà riêng vì bệnh ung thư ấy, thì nó gồm có nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là di truyền, đúng không? Ví dụ cái gia đình nào mà có những người thân bị ung thư thì nói chung là những thế hệ sau thì cũng bị. Và nói chung là cái chuyện ăn đồ bẩn đồ độc thì các bạn biết rồi, thì cũng bị ung thư nhiều. Thì ở tất cả các nước ở trên thế giới thì nói chung là hiện nay cái bệnh ung thư nó tràn lan và nói chung là cũng chưa có một cái phương pháp nào để mà ví dụ như mình loại khỏi cái bệnh ung thư, ngăn ngừa được cái bệnh ung thư, điều trị hiệu quả. Thì nói chung hiện nay có rất nhiều cái phương pháp điều trị hiệu quả rồi, nhưng mà tôi chỉ nói cung cấp cho các bạn một cái thông tin là như này: ở Việt Nam không phải là nước có tỷ lệ ung thư cao đấy. Thì là nhưng mà bây giờ này tôi nói theo cái tổ chức y tế thế giới WHO thì năm tôi sẽ cập nhật lại cái năm 2017 cho các bạn biết là ví dụ như năm 2017 thì những tỷ lệ những người chết ấy vì bệnh ung thư ở trên thế giới, Đan Mạch là nước chết nhiều nhất đấy, mà Việt Nam mình là đứng ở thứ 98 rồi đấy. Thì nhưng mà năm 2018 thì cái tỷ lệ những người chết vì bệnh ung thư thì ở Úc lại lớn nhất, Úc là đứng đầu, đúng rồi, đứng đầu thế giới. Thì bây giờ mình mới so sánh về cái tỷ lệ ung thư Mỹ đứng thứ năm của thế giới. Tức là tỷ lệ những người chết vì bệnh ung thư ở thì bây giờ nha, tôi nói ở Việt Nam năm 2017 thì có cỡ khoảng hơn 90.000 người chết vì bệnh ung thư. Ở Mỹ là 595.000 người chết vì bệnh ung thư. Thì bây giờ dân số Việt Nam là cỡ khoảng 95-96 triệu người, thì dân số Mỹ cỡ khoảng độ hơn 320 triệu người. Thì là bây giờ bạn thử chia tỷ lệ xem, tức là tỷ lệ dân số của Mỹ thì gấp 4 lần Việt Nam, mà tỷ lệ ung thư của Mỹ thì gấp cỡ khoảng 6 lần Việt Nam. Thì thằng nào ung thư nhiều hơn? Thì ở Việt Nam là hiện nay đứng thứ 98 trên cỡ khoảng 200 nước cái tỷ lệ và vùng lãnh thổ. Còn Mỹ đứng thứ 5. Đấy. Đứng thứ 5. Đấy thì tôi nói các bạn ai ăn đồ độc. Em nay khúc về ung thư ta. Cho em nói câu coi. Nói đi. Em phải ngồi giữa một tí xíu. Đúng rồi. Ngồi lên, ngồi xuống khó khăn quá. Tại vì hồi nào giờ thì mấy người mà nói chung là những người mà chống đối lại nhà nước và những người chống cộng một cực đoan ấy thì họ mới sẽ nói luôn. Tại vì các người á cứ tối ngày cứ nói ung thư, mà ung thư họ không biết là vì lý do nằm ở đâu và là ở đâu nữa. Chỉ biết cái nói cái chữ là ung thư mà thôi. Ung thư là do biết sao cũng có cái di truyền, chính bản thân trong gia đình tôi cũng có, ba tôi là năm nay là 80 mấy năm nay tính theo năm nay là 90 mấy tuổi rồi, gần 90 mấy tuổi rồi đấy, mà cũng vẫn là ung thư hồi xưa, đâu có phải là Mỹ Pháp gì lại đâu,
mà cũng không rượu bia luôn, cũng không hút luôn, cũng có di truyền nằm đó một phần. Bây giờ đất nước của mình á, mình á mà tối ngày mà cứ nói ung thư, trước khi mà gõ vô ung thư á thì bây giờ mình lấy tỷ lệ đi ha anh ạ, mình lấy bằng tỷ lệ đi đó, nhưng mà đó. Bây giờ mình làm ăn kinh tế thì đương nhiên từ đem vô thì đương nhiên phải có, nhưng mình ăn uống con người của mình phải biết, mình phải biết là kiêng cử nè, rồi đừng có ăn tạp, cái dạng như đừng ăn tạp đấy, cái dạng đừng ăn tạp á, đừng có gọi là ăn tạp đấy. Thì mình phải bớt đi, phải không? Mình ăn cử kia nó chung người mới phải có bệnh tật chứ, mỗi đất nước phải có bệnh tật, phải không? Nhưng cái là tự tỷ lệ là ít và nhiều, tỷ lệ và ít và nhiều nữa. Chứ còn mà tối ngày cứ nói ung thư, tôi nói thiệt á, người mình thì cũng có bệnh, ăn uống á, thì mình phải kiêng cử thì nó cũng có đỡ một chút xíu trong gia đình, mình kỹ càng một tí xíu cũng gia đình, nhưng mà tối ngày cứ tối ngày cứ nói chuyện ung thư hoài, tối ngày cũng dị ứng lắm. Nhưng ung thư có các người cứ gõ vô cái làng, chứ tối ngày có người là ngày nào cũng nói là gõ vô gõ đó, mà thấy phương Tây là đứng đầu của châu Á rồi đấy, phương Tây là đứng đầu của châu Á thôi, phương Tây đứng đầu của thế giới, à, thế giới của thế giới mới, thế giới mà sao vậy châu Á à, cũng đứng đầu rồi. Thế người tôi thì không có đây mà cứ gõ đi, tối ngày có ngay người là cứ thì đó. Thế bây giờ là tụi này nó bắt cái cờ về bên theo Mỹ mà, đó đi theo Mỹ mà, tối ngày là cứ thì cứ ngồi cái người cứ gõ vô Google đi, có thấy nó gõ thứ nhất á, là bây giờ nói mình nói hôm nay vậy nè, những cái thành phần á mà bây giờ cứ dựa hơi theo Mỹ á, à? Nói chung là vậy nè, nó cái kiểu giống như là chó dựa hơi chủ, à? Không đơn giản mà nói vậy cho ngắn. Lúc mà tối ngày cứ nói cái chữ ung thư nhiều, ung thư hoài, mà tôi cũng biết bây giờ cái nó thấy gọn đi ha, mà tự nhiên như là Việt Nam mình như sống sống lâu hơn á, hơi bị nhiều đó. Không, bây giờ này bây giờ Việt Nam mấy ông già sống lâu hơn rồi. Tôi nói các bạn này, mình phải nói này, bây giờ mình tìm hiểu về vấn đề sức khỏe thì mình phải xem gõ Google xem những cái tài liệu của cái tổ chức WHO, tổ chức y tế thế giới, đúng không? Dạ, ok, chúc mình hy vọng. Thì là các bạn sẽ thấy ngay thôi. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ mình mà không phải là Việt Nam hiện nay như thế này thì khác, nhưng mà nói chung là mình phải ăn những đồ sạch, mình phải chọn lựa một tí, hoặc là mình có một cái lối sống lành mạnh hơn. Ví dụ như vừa rồi thế giới ở bên một tổ chức của thuộc chính phủ Luxembourg, người ta đưa ra, tức là Việt Nam mình coi như thuộc dạng kiểu của khỏe mạnh ấy, chỉ số khỏe mạnh Việt Nam mình đứng thứ 11 trên thế giới, mà trên cỡ khoảng 200 nước. Thì đây các bạn thấy cũng đó là một mà em cũng thấy nè, dẫn như mình Bình Hòa cũng có, mà nhưng mà cái sống mà tư tưởng của Việt Nam thì nó sẽ lướt qua Bình Hòa đó. Thấy em chỉ nói như thôi, cái tư tưởng Việt Nam mình thì nó sống sẽ lướt qua Bình Hòa. Giờ đồng ý, ở đất nước nào cũng có ung thư hết á, đất nước nào cũng có ung thư hết, nhưng tư tưởng Việt Nam mình thì thấy dường như là gần như là hơn, nói chung là hơn Mỹ á, hiện tại là phải kêu cái gì cũng Mỹ hết á. Mà tư tưởng Việt Nam mình Bình Hòa, mà nếu mà tư tưởng mà thoải mái nó sẽ lướt qua Bình Hòa, à mà lướt trước mắt là Việt Nam đứng đầu hơn Mỹ rồi đó. Có nghĩa là tinh thần á thoải mái hơn đó, mình sống lạc quan. Nhưng bây giờ mà ngồi mà tranh đua, ví dụ Bình Hòa thì năm nay có thể là Việt Nam là đứng là hơn Việt Nam thì ít Bình Hòa hơn Mỹ, thì năm sau có thể là Mỹ đứng nó nhảy qua nhảy lại. Nhưng cái tư tưởng của Việt Nam mình phải sống nó thoải mái hơn, cái tư tưởng thoải mái hơn là vượt qua. Không phải, tôi nói với anh Ngọc Lai Nguyễn là vấn đề như này, anh nói y tế của Việt Nam mình kém quá anh bằng ạ, không phải. Hiện nay y tế của mình nó hiện nay ấy, là nói chung nó đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Bây giờ các bạn thấy không, bây giờ các bạn vào bệnh viện các thứ thì có phải là 3-4 người nằm một giường đâu, rất ít đấy. Cho nên là những cái này mình phải công nhận cái sự tiến bộ của ngành y tế Việt Nam hiện nay, không phải là coi như các bạn cái gì các bạn cũng so sánh Việt Nam với Mỹ hoặc là so sánh với Pháp với Đức, đó là những nước nó phát triển lâu rồi, đúng không? Việt Nam mình bây giờ mới là một nước đang phát triển. Những cái điều kiện như thế này ở một nước đang phát triển thì là nói chung là theo tôi nghĩ là rất tốt rồi, đúng không? Chứ không phải là bây giờ mình đi so sánh y tế của Việt Nam với Mỹ, như thế là một cái sự so sánh khập khiễng. Luli mất là Luli thoát ra vô lại, Luli mất camera rồi, mất camera rồi Luli. Nói chung mấy người mà chống chống cực cực đoan á, không có anh, thì tối ngày thì cứ nói là cứ ung thư. Giờ lúc nó thì cái họ mình á thì đấy, bây giờ này mời chú Thanh Hà một tí này, đây này đấy,
Em đã mời chú để máy ngang mới được nghe nha chú. Để máy ngang, em chấm mời vừa nãy giờ không được, đang thêm. Lưu đi thoát ra vào lại, đang thêm chú Huy Văn. Chú Huy Văn không để máy ý với máy em nữa. Máy em để máy ngang không được. Chú xe máy rồi. Không được. Không được, máy em gì nè, chứ lúc em chưa biết cách chỉnh nó cũng vào máy ngang được. Sư Nguyên, em phải hiểu như thế này nè. Có nghĩa là đó là một cái giai đoạn, hiểu không? Một... Lưu đi thoát ra vào lại, hiện nay vẫn chưa có camera. Tăng nhanh đó là một cái giai đoạn. Đấy, chú Huy Văn không được. Đúng rồi. Chú Huy Văn không được. À, được rồi. Rồi không nghe tiếng. Không nghe tiếng. Không thấy tiếng. Chào. Vâng, chào chú. Bằng nha. Dạ. Hà Mi. Dạ, con chào Bình chú. Dương. Dạ. Con chào chú. Thấy chưa? Vâng. Thấy chưa? Dạ. Bằng này. Hà Mi Bình Dương được chưa? Dạ rồi, chú. Cháu hôm nay là chú vui cực kỳ luôn. Wow. Yeah. Vì thấy các cháu là đoàn kết. Dạ. Yeah. Con cảm ơn chú. Đoàn kết nè. Dạ. Yeah. Và lập trường chuẩn nè. Lập trường chuẩn trước sau như một. Dạ. Yeah. Đó là chú rất mừng. Dạ. Quá mừng. Cho nên coi như chú vẫn đứng nằm viện nhưng mà chú vẫn thấy các cháu như thế là chú tuyệt vời luôn. Dạ. Chú sống thêm được một ngày. Chúng cháu coi như là nhìn thấy chú mày khỏe là chúng cháu rất là mừng. Dạ. Không, mạnh khỏe chúng con không khỏe đâu. Con chúc là chú lúc nào cũng mạnh khỏe để bên tụi con. Chú khi nào chú cũng theo dõi các cháu cả. Dạ. Và nói cho đúng ra chú sức khỏe hôm nay rất yếu, nhưng mà chú cũng đủ sức để phản biện vì cái bòn quà nữa. Thôi chú ạ. Thôi bây giờ này chú không có nhưng mà chú tôi chân chính. Đúng không? Thì mình nhưng mà chú thấy các cháu đoàn kết vô tư thôi. Vâng. Thấy các cháu đoàn kết là chú quá tuyệt vời luôn, quá chú quá mừng luôn. Yeah. Mừng quá mừng mà chú muốn lên để chia sẻ với các cháu mà không lên được. Vâng. Chứ không phải tại sao đâu, chú không có kích động, không có nịnh nhọt, không có bất cứ cái gì hết, nhưng mà chú khi nào chú cũng theo dõi các cháu hết. Dạ. Yeah. Yeah, rồi chú. Bởi vì thế này, này, những con người đi trước á, là người ta mong chỉ có một điều thôi. Mình ra làm sao để cho tổ quốc mình bình yên. Dạ. Rồi các cháu đoàn kết. Đồng tâm hợp lực, đừng để cho đứa nào xúc phạm đến Đảng Cộng sản, đến tổ quốc của mình. Nói chú là đó là nguyện vọng cuối cùng, nhiều khi chú từ khi lọt lòng mẹ đến khi chiến đấu, đến khi đến bây giờ, chú chỉ mong mỏi có một điều như thế thôi. Dạ. Yeah. Thì thấy các cháu đoàn kết nè, thấy các cháu là con khi nào cũng đồng tâm hiệp lực để chống những cái bọn xuyên tạc này kia thì chú tuyệt vời. Dạ. Yeah. Thì cần thấy chú chỉ có mong như thế thôi. Chứ đến khi mà chú, trước khi chú chết mà thấy các cháu mà và nhiều người khác mà thấy thế này thế kia thì đó là một chú quả yên tâm đi. Anh em con là lúc nào đấy cũng tốt đấy, thì mình làm toàn nhiệm vụ rồi các, nhưng mà không thấy ai nói nghiệp cùng, đúng anh em mình đều không thấy ai nói hơn. Nghiệp nhưng mà hết. Khi các chú, dạ, những người từ 70-80 trở lên rồi, dạ, cũng có những người nào mà các chú, nếu các chú mà qua đời rồi mà có các cháu nối nghiệp thì các chú là cảm thấy là hạnh diện lắm. Dạ. Mình đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Dạ. Mình làm tròn nhiệm vụ chính đáng. Chứ mình không phải là làm những cái chuyện gì mà
đưa lại cái quyền lợi cho tổ quốc, cho nhân dân. Vâng. Vì Đảng Cộng sản là vì dân. Đúng rồi. Chứ không phải Đảng Cộng sản và phản là vì những cái bọn bọn đầu cơ hoặc là cái bọn 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 này kia. Bây giờ là cái như là cái ông Nguyễn Phú Trọng ông đã nói rồi, dù có về hưu cũng nói ra, được chưa? Chào Dũng. Nói ra hết. Nhưng ai đã theo đảng rồi là phải theo đảng đến cùng, nghèo đói cũng được. Ông cha ta, tức là những cha tôi, anh tôi đã hy sinh vì tổ quốc, bản thân tôi cũng đã hy sinh vì tổ quốc rồi. Dự định lớp sau các cháu thì cũng cái nghiệp rất là quá tuyệt vời, quá mừng như thế, có gì đâu mà phải ân hận. Vâng. Riêng tôi trước khi tôi chết, tôi cảm thấy tự hào vì sau thôi đừng còn có rất nhiều người, nhất là dân Nam Bộ, bởi vì tôi ở dân ở Nam Bộ. Đúng rồi chị nhất lâu. Đúng rồi. À, cho nên cái tốt đầu tiên, cái tốt đầu tiên mà tôi nói là nói vì Nguyên Hà đại tá phía Trịnh Hoài Nam mà nói này các cháu anh à, khi nào tôi gọi Michigan, bởi vì tôi có cái nhất nguyên tắc không bao giờ tôi đưa lên mạng, tôi gọi Michigan là không phải gọi bằng tin nhắn, gọi bằng tin nhắn cho Nguyên Hà và Trịnh Hoài Nam là vì cái vụ mà nói là cái lời mình vì con gì mà con cháu gì đó, cháu gì mà coi như hai lên mạng mà tôi quen tay rồi. Chào Hà Trung Kiên. Là Hiếu Ngọc hả chú? Chị Hiếu Ngọc hả? À, đúng rồi, con cháu Hiếu Ngọc. Tôi bức xúc mà định chảy nước mắt ra, tôi không nói được. Tôi không nói được là vì lý do cái gì. Thứ nhất là điện thoại tôi không có. Điện thoại tôi bắt là một. Thứ hai là tôi bức xúc đến mức độ, tức là tôi phải đi mua một cái điện thoại rẻ tiền nhất để mà nói với nó. Mà sau đó nó nói tôi là thằng này là thằng dìa rách này cái nọ. Mà từ khi đó đến giờ là tôi theo dõi nó mãi cho đến bây giờ. Thấy tư cách của hắn không xứng đáng. Nó không thể bằng tôi được. Vâng, thôi chú ạ. Mình cứ vui vẻ, mình sống thôi. Khoan. Chú đừng bận tâm về ba chuyện đó. Không, để tôi nói xong là sau đó rồi liên tục. Thì tôi thấy là có như đến giờ phút này thì tôi thấy các cháu là đoàn kết với nhau nè. Dạ. Quá đoàn kết, từ Mùi Cà Mau nè, An Giang nè, Long An nè, Đồng Tháp nè, Sài Gòn nè, Vùng Tàu nè. Dạ. Rồi ra Bình Định, Phú Yên, ở đâu cũng có bạn của tôi, bạn trên Facebook của tôi. Và ở đâu cũng có người tốt. Dạ. Mà tốt là tốt thật, không phải tốt giả đó nè. Dạ rồi, thì thôi thì con thưa chú như thế này nè, thôi thực ra những cái việc đó chú cũng thì tôi thấy là nhiều. Tôi quá vui. Dạ. Tôi quá vui. Dạ, quá vui và như thế này phút chú. Này tôi thấy dạ. Tuyệt vời luôn. Dạ. Nên thôi chú đừng có nghỉ ngơi nhiều, chú cứ vui vẻ với những gì mà bọn cháu đang làm. Chú giữ gìn sức khỏe, đó là những cái mà những cái điều cháu mong muốn rồi. Còn riêng anh em tụi cháu sẽ cố gắng đoàn kết và giữ vững cái tinh thần phi dư lực được lập trường. Dạ. Dạ thôi vậy chú nghỉ ngơi nha chú, tại vì con xài đấy hơi mạng nó cũng hơi yếu. Vâng, vừa rồi đó là những tâm sự của chú Huy Văn. Thì nói chung là chú đã hy sinh rất nhiều cho đất nước, cho tổ quốc, mà chú là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và hiện nay chú đang mắc bệnh.
đấy, thì không biết là chú sống được ngày nào hay ngày đấy, đó là tâm, những tâm huyết của chú, thì chúng mình là no. Sau thì nói chung là đó, hôm nay sẽ... hôm nay là diễn đàn là của D3Q và D3Q là chiếm sóng hơi nhiều nên khách mời rất là thông cảm. Đúng rồi, cầu cầu lấy chim thứ nhất là cháu thì cũng chưa bao giờ tương tác với chú Huy Văn đấy. Mình như được cái là cũng chưa bao giờ tương tác với chú Huy Văn. Và chú Huy Văn thì cũng đôi lúc cũng vào trong diễn đàn của mình hỏi là có biết không. Thì nói chung mình nghe tên thì cũng nhiều. Và nhân đây đấy thì cả mọi người trong diễn đàn như này. Về tư tưởng của Lưu Ly như này này. Là bây giờ đấy thì con đường của Lưu Quy và nói chung và của Lưu Ly là nói riêng. Đó là sẽ tách rời ra, không bao giờ lao vào cái chuyện đấu tố cá nhân ở trên cái cộng đồng mạng này. Và con đường của anh em chúng tôi là chỉ bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của Ba Que. Còn ai nói ngả nói nghiêng thế nào, D3Q, anh em D3Q nói chung và cả Lưu Ly nói riêng sẽ chấp nhận tất. Đấy, bởi vì chúng tôi không bao giờ chúng tôi cảm thấy xấu hổ với những việc mình làm. Giống như là đại tướng Võ Nguyên Giáp khi trả lời phỏng vấn của một cái phóng viên nước ngoài là nếu như có cái được làm lại trong một cái việc gì đó trong cuộc đời thì ông sẽ làm lại việc gì, thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rồi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc Việt Nam từng giây từng phút. Cho nên là đến bây giờ đại tướng cảm thấy rất mãn nguyện và không bao giờ đại tướng cảm thấy ân hận bất cứ điều gì. Chúng tôi thì không dám so sánh với đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng mà chúng tôi thì cũng nói rồi, chúng tôi lên đây là một lòng là vì yêu quê hương, yêu cái đất nước này, và chúng tôi muốn đóng bảo vệ chế độ này do Đảng, đất nước Việt Nam lãnh đạo. Vì thế là chúng tôi không bao giờ ngán ngại bất cứ một cái điều tiếng gì mà của mọi người gạt cho. Cho nên là chúng tôi mới nói rằng là chúng tôi sẽ không lao vào đấu tố, và chúng tôi hy vọng rằng là anh chị em chúng ta cũng biết điểm dừng để cho cộng đồng mạng của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta càng ngày càng càng có những cái bước tiến. Chứ chúng ta đôi khi mà làm quá đó, nó cũng không hay. Cho nên tôi viết cái status đó. Nếu như ai mà cứ suốt ngày đấu tố thì không nên vào nhà tôi. Đấy là bởi vì đấy là tôi nói thật. Tôi đã đến lúc này là tôi cũng bảo rồi, tôi không muốn. Có nghĩa là chúng ta đi sâu vào cái chuyện đấu tố quá. Chúng ta hãy cùng nhau lên trên này để tạo cái niềm vui trên này. Đối với chúng ta, lên đây chửi Ba Que là một niềm vui. Và chúng ta bảo vệ đất nước là một niềm hạnh phúc. Đấy, nó mới là cái chân lý của chúng ta đi. Chứ còn chúng ta không ai bỏ công bỏ việc lên đây để mà cãi nhau làm gì. Đó. Và gửi đây là chú gửi riêng lời chúc cho chú Huy Văn là chú Huy Văn sẽ sớm có được cái sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng với lại tuổi trẻ của D3Q. Đấy, và hy vọng rằng là mọi người đã ủng hộ D3Q thì hãy cùng hưởng cái lời kêu gọi của D3Q là chúng ta hãy chĩa mũi súng vào kẻ thù, chứ đừng có chĩa súng lung tung. Đấy, có đôi khi là anh chị em nhà mình lên đây mà vì cái cảm xúc cá nhân là chúng ta cứ bị buộc cái này buộc cái kia chẳng hạn, là đâm ra nó không được hay, thì hy vọng là mọi người không hiểu nhầm. Còn tất nhiên mọi người có quyền làm những gì mình muốn, chúng tôi không ép buộc nó, nhưng đối với D3Q của chúng tôi là chúng tôi sẵn sàng đương đầu với tất cả những lời chỉ trích để chuyên tâm vào cái vấn đề là bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc của Ba Que. Chửi Ba Que không phải là đấu tố. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta phải phân biệt được đâu là đấu tố, đâu là đấu tranh. Đấy. Xin lỗi tất cả những anh chị em, những cô dì, chú bác mà có cái sự chạy lòng vì cái status của Lưu Ly. Nhưng đó là quan điểm cá nhân của Lưu Ly. Xin lỗi. Là quan điểm xin lỗi. Anh em Lê Ba Quy. Lưu Ly, xin lỗi Lưu Ly. Mình trả lời với chị Lê Việt Nam. Là chị Thảo Nguyên đúng không? Chị Bạch Yến. Chị Bạch Yến như thế này. Cái chuyện gọi là đấu tố, đối Ba Que thì không thể gọi là đấu tố được. Đúng rồi. Ở đây chúng tôi là D3Q, tức là mình phản biện lại cái luận đại diện xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước. Thì ý Luli nói là Ba Que thì không phải là đấu tố, mà tức là ý Luli nói là anh em trong nước. Đấy chưa? Thì nói chung là thực tế tôi nói với tất cả các bạn rồi, và nói với chị Thảo Nguyên là nói chung những người ở, những anh em mình gọi là cờ đỏ đi, thì là đều là những người yêu nước cả, mà muốn bảo vệ chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Chứ còn những cái người thực tế thì là ví dụ có một cái nguyên nhân gì đó thì các bạn có một cái khác quan điểm với nhau một tí xíu thôi, thì các bạn như thế này thì khác đấy. Chứ còn đối với bọn Ba Que thì đâu phải gọi là đấu tố được, đúng không? Đấy, Ba Que là mình coi như là chúng tôi đã nói bọn Ba Que là kẻ thù của chúng tôi. Đúng rồi.
Đấy, vì chúng nó và nhóm của chúng tôi là D3Q có nghĩa là gì? D3Q nghĩa là gì? Diệt ba que. Đó là phải diệt, với ba que là phải diệt. Diệt ba que. Nhưng mà nói với mọi người là với chị em trong anh em trong nước, có thể là chúng ta ví dụ như Newly lên diễn đàn chẳng hạn, có thể là nói có một vài vấn đề sai mà mọi người chụp cho đây là xuyên tạc lịch sử, là mang tính chất phản động, thì đó là đấu tố. Bởi vì là con người chúng ta không phải là những kho gọi là từ điển chính xác hết được, sách có đôi khi nó cũng nhầm, có khi nó sai. Chúng ta cũng thế thôi, chúng ta là những người dân bình thường nên cái tầm hiểu biết nó có hạn. Đúng có rồi. Thể là đôi khi nói nó có thể là lên Việt Nam ạ. À, đối với bọn ba que thì không phải là đồng đô. Bọn ba que nó mới phải diệt. Với thứ hai là bây giờ tôi nói với tất cả các anh chị và các bạn là tôi đã nói nhiều rồi. Ở đây thực tế mình không thể diệt được bọn ba que. Mình dùng bom làm sao mà diệt được. Đấy, nhưng mà mình lên đây mình phản biện lại chúng nó. Để mà vâng, vẽ lại cái luận điệu xuyên tạc chúng nó suốt ngày. Vâng, chúng nó xuyên tạc về cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì mình phải bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc nó. Mình nói cho những người dân người ta chưa hiểu biết mấy, hoặc những người Việt kiều ở bên kia người ta không có thời gian, người ta không tìm hiểu về đất nước Việt Nam, thì là mình coi như mình nói để cho người đó người ta nghe thôi. Vì qua cái kinh nghiệm của tôi và qua một cái thời gian lên live stream ấy, thì rất nhiều các anh chị em Việt kiều người ta kiểu cũng lơ lửng ở giữa, người ta điện thoại về cho chúng tôi, người ta cũng cảm ơn những cái lời đó, những cái buổi live stream của chúng tôi. Nhưng qua đây tôi nói tất cả các bạn, mình lên đây nói mình phải nói chính xác, đúng không, chứ mình không thể cương điệu hóa được thì nó mất cái khả năng tuyên truyền của chúng tôi đi. Thì ở đây là những diễn đàn của chúng tôi là diễn đàn tuyên truyền, giả sử có khi bực mình quá, tức quá, nhiều khi là phang mấy câu, nhưng mà đó là cái sự tức bực mà ra thôi. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Không, nhưng mà ý em muốn nói đây đấy là nói với kể cả các anh cô gì chú bác ở đây này, như này là tại sao chúng ta gọi là đấu tố, là bởi vì này, có những người mà thích nghe Newly nói chuyện thì ủng hộ Newly, có những người thích nghe những người khác nói chuyện thì ủng hộ những người dạ, khác, đúng rồi, chị, và chỉ cần Newly đúng rồi, người kia chỉ cần có một cái gì đó nó hơi khác nhau thôi là tự nhiên trở thành một cuộc chiến tranh. Như vậy thì chúng ta có tác dụng gì không? Đấu tố ai, đấu tố Newly thì làm gì có cái tác dụng gì đối với cái mạng xã hội này, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần làm sao bẻ gãy luận điệu xuyên tạc của bọn ba que và dân chủ cuội thì bọn nó không còn tác dụng làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của dân tộc ta, đúng rồi, chính xác, đất nước ta. Thì đấy là cái mà chúng ta muốn chúng ta lập ra. Chứ còn với những anh em chị em khác chẳng hạn, có thể là đôi khi quan điểm này quan điểm kia, cách phản biện này cách phản biện kia, thì đó là của họ. Đúng rồi, nhiều, và nhiều, ai nhiều, muốn nhiều, vào nghe họ thì hãy cứ vào, hãy cứ ủng hộ hết mình để làm sao chúng ta có cái cộng đồng trong sạch vững mạnh. Trong thời gian vừa rồi thì nói thật, cái phong trào của chúng ta đáng lẽ ra đó là nó còn mạnh nữa. Thế nhưng mà qua những cái việc này nó cũng làm cho một số người nó bị chán nản với cộng đồng mạng. Thì nó tự nhiên nó làm yếu chúng ta đi, đúng không? Thì đây là lời tôi kêu gọi là cái chuyện, mọi chuyện đã qua và cái cuộc chiến mà hai bên dành cho nhau như thế đã là quá đủ. Và phải biết dừng lại cho đúng lúc. Tốt. Nói chung là như thế này là Luli, có nghĩa là bây giờ vấn đề của mình á là cái nhóm của mình mà thôi. Việc của mình, tiêu chí của mình ngay từ ban đầu là mình đặt ra như thế nào, mình ok như thế đó. Còn vấn đề cá nhân của mọi người khác á thì đó là cái việc của họ mình. Nhưng cái mình nhóm mình vẫn giữ vững cái tinh thần. Cái thứ hai nữa là muốn tạo cho một cái không gian mạng, có một không gian sạch để cho mọi người cùng nhau tạo dựng cái phong trào này nó tốt hơn, vậy là ok rồi. Còn vấn đề con cháu giải thích cho cô Lý Mặc Sầu một câu này. Có thể là cô Lý Mặc Sầu không hài lòng với lại cái status của cháu, nhưng mà cô Lý Mặc Sầu cũng hiểu điều này. Khi mà mình đã đấu tranh đấy, đúng không, thì mình đã làm những cái gì mình làm rồi, và bây giờ hãy để cho cộng đồng mạng tự lựa chọn đó. Vì chúng ta mà cứ mất thời gian nên làm những cái việc nó không có ích thì chúng ta chỉ hại sức khỏe của chúng ta này, hại tâm lực của chúng ta này, tốn thời gian của chúng ta này, mà trong khi bao okay, bên kia nó vẫn hàng ngày nó tuyên truyền về đất nước, thì lúc ấy rõ ràng chúng ta không có tác dụng gì, chính họ, chính chúng ta diệt chúng ta. Thế còn nếu như mà ai mà có cái điều mà mình muốn làm thì các vị chính xác việc làm theo cách của các bạn thôi. Đấy, đấy, còn chúng mình này, mình nói theo cái quan điểm của cái nhóm mình thôi, Luli. Còn cái vấn đề ngoài cái nhóm mình, với ngoài cái tầm khả năng để mình đó, thì mình không cần để bận tâm tới. Tại vậy để giữ cho, nói chung là đó, mình giữ cho cái chung cho nhau thôi.
không? Mình ở một mức độ nào thôi. Trong nhóm còn, thì mình giữ theo cái nói với lại cô Lê Việt Nam hay tất cả mọi người một điều thắc mắc từ cái status của em đấy, thì em nói thật như này. Cái việc đấu tranh giữa các nhóm với nhau, các nhóm ở trong cờ đỏ với nhau trong nước vừa rồi đó, thực sự tại sao nhá, em bị chửi rất nhiều, nhưng mà rất lâu rồi em không lên một cái live stream nào em nói lại nữa. Các anh các chị có công nhận không? Người ta vẫn chửi em, thậm chí chửi em là thằng rửa bát xứ người hay là thằng phản động, thằng động cơ chính trị. Nhưng em không lên nữa, bởi vì dần dần người ta cũng chán. Rồi, thôi. Thôi bây giờ này, anh nói với Lưu Ly và tất cả các bạn là thôi cái chuyện này mình không nói nữa. Cái nhóm mình cứ theo cái tiêu chí như thế, lúc mình làm. Còn bây giờ thực tế là anh nói với Lưu Ly và tất cả các bạn này, cái mạng Facebook ấy thì nó như là một xã hội thu nhỏ. Thì anh em mình, đấy, một nhóm anh em mình 7-8 anh em, thì nói chung mình theo cái tiêu chí đó. Còn ví dụ như cái... ví dụ như những người khác chẳng hạn, thì mình thực tế là mình cũng không thể nào mình bắt người ta như thế này, bắt người ta như thế được. Đấy, đó là cái quan điểm của anh, thì kệ người ta. Đấy. Ví dụ và như đó, thực tế anh nói như thế. Thì bây giờ anh là thằng bị chửi nhất, nhưng mà anh nói chung là anh có cái đầu lạnh, anh không bao giờ. Thực ra lúc đầu đấy, khi mà anh Bằng anh nói đấy, là chính anh Bằng khuyên em với lại Trung Mập rất nhiều về những cái chuyện đó. Lúc đầu bọn em rất là bức xúc, nhưng mà dần dần khi mình giao tiếp đây, mình hiểu ra được vấn đề đấy, thì mình mới thấy được ở nó mình phải làm gì cho nó có tác dụng với lại cộng đồng mạng. Rồi ok, mình nói thế là anh cảm thấy là đủ rồi. Thì bây giờ có Nasi Lê muốn lên diệt bọn ba que này, thì sẽ mời Nasi lên nhá. Ok rồi, cảm ơn Luli. Ok. Rồi, Nancy Phạm đâu? Nancy Phạm ok lên đi, anh Bằng gọi lên. À hôm nay không nghe được à? Mày ngang à? Ừ thôi. Thôi thì hôm nay gọi là chúng tôi có một buổi gọi như là cầu live stream. Giữa một số anh em ở trong nhóm với lại Luli ở bên Hàn Quốc, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng. Chúc các anh chị ở Việt Nam một đêm cuối tuần thật vui, và chúc các anh chị bên hải ngoại một ngày mới thật vui vẻ nha. Dạ cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Trần Đình Trung. Rồi xin chào tất cả các bạn.